chương 1957, năng lượng quỷ dị. Giang giật tóc trước kia là màu đỏ, đằng sau vì ngụy trang thành mộc hà ngư biến thành màu đen. Tới tầng thứ tư sau hắn đem bộ dáng biến trở về chính mình ban đầu bộ dáng, tóc nhưng không có biến, bởi vì Kha Lộng Ảnh thích xem hắn tóc đen bộ dáng. Hắn vừa rồi rất là suy yếu, một mực tại quan sát bên trong bản thân trong thân thể tình huống, sở dĩ cũng không có đi chú ý bề ngoài. Đằng sau bởi vì quá suy yếu chậm rãi chìm vào giấc ngủ, sở dĩ một mực không biết mình hai tóc mai thế mà trở nên yếu ớt, dung nhan thoáng cái giả hơn rất nhiều. Kha lộng ảnh nhìn qua chìm vào giấc ngủ giang giật, nhìn qua cái kia hoa dâm hai tóc mai, nước mắt xì rào rơi xuống. Bất quá giang giật giờ khắc này ở ngủ say, nàng không dám loạn động giang giật, vạn nhất giang giật tại hóa giải trong thân thể của hắn thái âm nguyên lực đâu. Nàng nhanh chóng mặc lên y phục, cũng giúp giang giật đắp lên thân thể, tự ngồi trồm hổm ở một bên lẳng lặng chờ đợi giang giật tỉnh lại mỗi lần nhìn thấy giang giật kia hoa dâm hai tóc mai, nàng ở giữa đau lòng thương yêu không dứt, nước mắt cũng không nhịn được trượt xuống. Chính nàng thân thể ngược lại là đã khá nhiều, giang giật nhục thân cường đại, trong thân thể dương khí cùng sinh mệnh lực tràn đầy, bị nàng hấp thu rất nhiều, thời gian ngắn ngược lại là không có xảy ra chuyện, sẽ không bị phản phệ. Giang giật không có ngủ say quá lâu, mặc dù thân thể suy yếu cực kỳ, nhưng hắn ý chí lực rất cường đại. Hắn tại muốn mê man thời điểm, trong đầu cho mình tiềm thức nhất định muốn phải sớm ta tỉnh lại giống như ngủ say quá lâu kha lộng ảnh khẳng định hội lo lắng hắn ngủ mê một canh giờ sau tự tỉnh lại hắn rất thông minh cũng không có lập tức mở to mắt thân thể cũng không nhúc nhích hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng tình huống chung quanh quả nhiên kha lộng ảnh ngồi quỳ chân ở một bên mặt mũi tràn đầy bi thương và tự trách hắn cũng phát hiện chính mình hoa dâm hai tóc mai hắn thầm kêu không ổn thế mà không có dò xét thân thể của mình ngoại hình biến hóa để kha lộng ảnh phát hiện vấn đề đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp hắn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái thân thể không có bất luận cái gì động tính, sở dĩ kha lộng ảnh nhìn vẫn như cũ là đang ngủ say hắn lặng yên vận chuyển huyền hoàng chi lực kích hoạt tất cả khiếu huyệt để nhục thân quang mang lấp lánh khí tức trở nên dọa người sau đó lại triệt tiêu huyền hoàng chi lực để nhục thân khôi phục nguyên dạng như thế lặp đi lặp lại a à, kha lộng ảnh rất nhanh phát hiện giang giật trong thân thể dị thường con mắt thoáng cái mở tròn vo nơi này thần thức không thể dò xét nàng chỉ có thể dựa vào con mắt xem giang giật nhục thân thoáng cái khí thức mạnh mẽ đến mức đáng sợ thoáng cái lại thay đổi yếu để nàng kinh nghi bất định bất quá nàng cảm nhận được giang giật khí thức trên thân là đang chậm rãi khôi phục hơi an tâm lại giang giật cố lộng huyền hư gần nửa canh giờ ngừng lại lần nữa qua một nén nhang mới mở to mắt hắn mặt mũi tràn đầy hài lòng ngáp một cái nhìn thấy kha lộng ảnh quan tâm ánh mắt về sau có chút áy náy nói ra thật có lỗi lộng ảnh vừa rồi hấp thu người thái âm nguyên khí ta cần luyện hóa sở dĩ trước chìm vào giấc ngủ lạnh nhạt ngươi kha lộng ảnh lắc đầu lo lắng nhìn qua giang giật hai tóc mai nàng đưa tay chỉ tóc trắng nói ra giang giật tóc của ngươi làm sao trợn nhìn thân thể của ngươi xảy ra vấn đề gì trung thực nói cho ta đừng gạt ta cái này a à, giang giật ngồi xuống đưa tay vuốt vuốt tóc cười khổ nói ra người thái âm nguyên khí quá bá đạo ta ngay từ đầu không có nắm giữ luyện hóa kỹ xảo, sở dĩ để một chút thái âm nguyên khí tiêu tán đến tầng ngoài. Cái này không có gì đáng ngại, chế chút ta luyện thêm hóa thoáng cái, liền có thể triệt để luyện hóa trong thân thể tất cả thái âm nguyên khí. An tâm A, à, luyện hóa thái âm nguyên khí công pháp thế nhưng là thiên đế dạy ta, có thể có vấn đề thiên đế hội hại ta. Kha lộng ảnh có chút tâm, bất quá mặt mày bên trong vẫn còn có chút lo lắng, giang giật đưa tay khẽ vuốt kha lộng ảnh mái tóc nói, lộng ảnh, người hội cá nướng sao giúp ta đi nướng một chút, ta lại luyện hóa một hồi. Tốt, bất quá có thể nướng đến cũng không như ngươi vậy tốt. Kha lộng ảnh vội vàng nhẹ gật đầu, đi bên đầm nước công việc lưu bù lên. Giang giật tùy ý mặc vào một đầu quần ngồi xếp bằng, đôi mắt lại dần dần trở nên ảm đạm, bởi vì vừa rồi hắn phát hiện kha lộng ảnh trong thân thể truyền đến kỳ dị năng lượng không có biến mất, ngược lại tiếp tục đang ăn uống thân thể của hắn nguyên khí cùng sinh mệnh lực. Bất hạnh bị chính mình nói chúng, Giang giật thuận miệng lập một cái hoang ngôn, phát hiện thái âm chi thể bên trong thật sự có năng lượng quỷ dị. Những năng lượng này đương nhiên không luyện hóa được, luyện hóa cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khu trừ. Nếu không tiếp tục hút xuống dưới, hắn đoán chừng toàn bộ tóc đều muốn biến rõ ràng, rất nhanh lại biến thành lão đầu tử. Hắn có linh huyễn thuật, tùy ý có thể thay đổi tự thân dung mạo, chỉ là sinh mệnh lực thứ này là không cách nào cải biến. Tỷ như người trẻ tuổi sẽ có vẻ chiều khí phồn thịnh, mà lão nhân trên thân lại có tuổi xế chiều chi khí, những khí tức này quá rõ ràng, là vô luận như thế nào cũng vô pháp ngụy trang đến lúc đó kha lộng ảnh cảm nhận được coi như không làm chuyện điên rồ cũng sẽ tự trách không thôi phải nghĩ biện pháp đem những này quỷ năng lượng khu trừ ra ngoài giang giật ngồi xếp bằng nhập định nghĩ biện pháp đem những này năng lượng quỷ dị khu trừ hắn đầu tiên là dùng ý niệm đi khống chế những năng lượng này nhìn xem có thể hay không khu động kết quả tự nhiên không có cách nào làm được những cái kia năng lượng quỷ dị tiến vào trong thân thể về sau tự động tản ra, giống như có thể khống chế, vậy liền sẽ không tự động tản ra. Đúng rồi, vô danh thần công. Hắn vận chuyển vô danh thần công để thiên lực tại toàn thân du tẩu, ý đồ khiên động những năng lượng này. Chỉ là vô luận hắn dùng như thế nào thiên lực vận chuyển, những cái kia năng lượng quỷ dị tự yên tĩnh tiềm phục tại toàn thân hắn, căn bản bất phi sở động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cảm thụ sinh mệnh lực còn tại không khô mất, hai tóc mai tóc trắng lại nhiều một chút, giang giật đầu mấy cái lớn hắn lại điều tập càng nhiều ngày hơn lực, bao lũng tất cả năng lượng quỷ dị, hy vọng có thể luyện hóa bọn chúng, ít nhất cũng phải ngăn cản bọn chúng hút sinh mệnh lực. Không dùng, Giang giật lặp đi lặp lại nếm thử, bên kia Kha Lộng Ảnh đã nắm chắc ngư, nhóm lửa xong rồi chuẩn bị cá nướng, hắn nhưng như cố thúc thủ vô sách, mà lại thái dương tóc trắng rõ ràng sẽ chậm chậm tăng nhiều. Mã Lạc qua bích, đem các người toàn bộ cho đóng băng. Giang giật nghĩ đến một chiêu cuối cùng, hắn điều tập băng chi nguyên đi toàn thân gân mạch cốt nhục bên trong, muốn dùng băng chi nguyên bên trong hàn khí đông kết những năng lượng kia. Chỉ là, vẫn không có hiệu quả gì, những cái kia năng lượng quỷ dị vô hình vô sắc, căn bản không bị bất luận cái gì ước thúc cùng áp chế. Giang giật chưa từ bỏ ý định, điều tập không nhiều hỏa chi nguyên, kết quả giống nhau không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Giang giật triệt để không cách nào, liền hỏa chi nguyên băng chi nguyên đều không chấn áp được, còn có cái gì năng lượng có thể chấn áp được có thể đem bọn họ khu trục. Năng lượng, Giang giật phát hiện hắn còn có một loại năng lượng, huyền hoàng chi lực. Mặc dù trước đó hắn vận dụng huyền hoàng chi lực, cũng không có quá để ý, hắn vừa rồi tại ý chính là kha lộng ảnh thần sắc, giờ phút này cũng liền lấy ngựa chết làm ngựa sống, triệu tập huyền hoàng chi lực chuẩn bị thử một chút. Từng sợi huyền hoàng chi lực triệu tập ra, tiến vào gân mạch, đi toàn thân tất cả cốt nhục bên trong. a à, để hắn kinh hỉ vạn phần sự tình phát sinh huyền hoàng chi lực những nơi đi qua, những cái kia năng lượng quỷ dị thế mà lặng yên tại du tẩu, căn bản không cùng huyền hoàng chi lực tới gần, tựa hồ có chút e ngại huyền hoàng chi lực. Tốt, giang giật tinh thần đại chấn, năng lượng quỷ dị sợ hãi huyền hoàng chi lực, vậy những này năng lượng quỷ dị liền có thể nhẹ nhõm bước đi ra. chương 1958, thứ 9 khỏa tinh thần bí mật. Giang giật rất nhanh phát hiện hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Những cái kia năng lượng quỷ dị hoàn toàn chính xác e ngại huyền hoàng chi lực, một khi huyền hoàng chi lực tới, bọn chúng sẽ tự động du tẩu. Nhưng những này năng lượng quỷ dị quá trơn trượt, Giang giật bắt đầu điều tập rất nhiều huyền hoàng chi lực đi tay trái, vốn định đem tay trái năng lượng quỷ dị bước đến trong ngón tay, cuối cùng làm cho bọn chúng không có đường có thể đi chỉ có thể theo đầu ngón tay tràn ra tới. Nhưng ở hắn thiên tân vạn khổ đem tay trái năng lượng quỷ dị dồn đến ngón tay cái bên trong, chuẩn bị theo ngón tay cái nhọn bước ra lúc, những này năng lượng quỷ dị thế mà bạo động, hóa thành từng đạo lợi kiếm đâm xuyên huyền hoàng chi lực chặn đường, nhẹ nhõm lặn tay trái, cuối cùng biến mất trong thân thể. Ngoá, dựa vào, ngoá, giang giật nội tâm phá không mắng to mặt ngoài còn không thể hiển lộ ra bên kia kha lộng ảnh đã nướng xong ngư giang giật chỉ có thể tạm thời không đi quản mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến bên đầm nước giang giật lạng yên vận dụng linh nguyễn thuật để cho mình tóc trắng biến ít một chút mà lại mắt hổ quang mang bốn phía tinh quang lập lòe trên mặt đều là ung dung tự tin quang mang thấy kha lộng ảnh nội tâm đại định tâm tình thật tốt kha lộng ảnh nướng ngư quả nhiên rất khó ăn không ra tòa đường kha gia tiểu thư có thể nướng chín đã rất tốt nhất là nhìn thấy kha lộng ảnh lòng tràn đầy vui vẻ dáng vẻ giang giật tâm tình thật tốt dòng dã ăn năm đầu để kha lộng ảnh mặt mày bên trong ý cười càng dày đặc mấy phần ăn uống no đủ giang giật để kha lộng ảnh chính mình nghỉ ngơi hắn tiếp tục luyện hóa thái âm nguyên lực kha lộng ảnh khôn khéo ngồi quỳ chân tại giang giật bên người cũng không ngủ cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua hắn cảm giác thế giới này đột nhiên trở nên tươi đẹp mỹ hảo rất nhiều giang giật mặt không biểu tình nội tâm nhức cả trứng không thôi ăn một bữa cơm thời gian hắn sinh mệnh lực lại bị đã hấp thu không ít hắn nghiêm trọng hoài nghi lân hậu nói hoàn hảo một lần sẽ chỉ giảm bớt trăm năm thọ nguyên đây có phải hay không là gạt người có phải hay không lừa gạt kha lộng ảnh giống như này quỷ dị năng lượng như một mực tồn tại sinh mệnh lực của hắn hội càng ngày càng yếu thân thể sẽ càng ngày càng kém người hội càng ngày càng già cuối cùng tươi sống chết già giang giật suy đoán thoáng cái càng phát xác định khả năng này rất lớn lân hậu hiểu rõ kha lộng ảnh tính cách sở dĩ lừa nàng hoan hảo một lần sẽ để cho nam tử giảm bớt trăm năm thọ nguyên dạng này kha lộng ảnh không có cảm giác tội lỗi lại không nghĩ rằng hoan hảo một lần một cái nam tử tự đi lên hoàng tuyền lộ ngày này âm chi thể làm sao độc như vậy a à? giang giật không rét mà run trên đời này quả nhiên không thiếu cái lạ a à? loại này linh thể quá độc may mắn kha lộng ảnh trời sinh tính thiện lương nguyên tắc tính mạch nếu không sẽ biến thành một cái độc phụ a à? nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp đem trong đầu tạp niệm khu trừ Giang giật não hải nhanh chóng chuyển động, hắn chết không sao, kha lộng ảnh tính cách cương liệt, đến lúc đó khẳng định hội tuẫn tình. Mà lại hắn gánh vác trách nhiệm, sao có thể xem thường sinh tử. Hắn lần nữa triệu tập huyền hoàng chi lực, xua đuổi năng lượng quỷ dị, bắt đầu các loại nếm thử. tỷ như xua đuổi đi đầu ngón chân, xua đuổi đi con mắt, đi lỗ tai, miệng, thậm chí đinh đinh. Cuối cùng hắn phát hiện những này năng lượng quỷ dị tại trong thân thể của hắn mọc dễ, căn bản là không có cách khu trừ mỗi khi bị ép vào tuyệt lộ lúc những ngày năng lượng quỷ dị liền sẽ theo huyền hoàng chi lực trong vòng vây đâm qua lần nữa ẩn núp đi trong thân thể giang giật thúc thủ vô sách trong cơn giận dữ điên cuồng vận chuyển huyền hoàng chi lực tùy ý khu trục những cái kia năng lượng quỷ dị không cẩn thận phía dưới hắn thế mà đem những cái kia năng lượng quỷ dị khu trục đi đan điền để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh tại đan điền phụ cận năng lượng quỷ dị đột một biến mất biến mất vô tung vô ảnh tình huống như thế nào giang giật linh hồn chấn động một lần lại một lần nội thị, kết quả phát hiện kia mấy sợi năng lượng quỷ dị hoàn toàn chính xác biến mất. Nội tâm của hắn kinh hãi, những năng lượng này sẽ không tiến nhập thần hạch a vạn nhất đem thiên lực của hắn toàn bộ hút ăn, vậy liền mã lạc qua bích. Chỉ là, hắn thấy bên trong mấy lần thần hạch nhưng không có tìm tới kia mấy sợi năng lượng quỷ dị, hắn nghĩ nghĩ cắn răng lần nữa đuổi mấy sợi năng lượng quỷ dị đến trong đan điền, sau đó hết sức chăm chú quan sát đến. Thứ chín khỏa tinh thần, hắn rất nhanh phát hiện vấn đề những cái kia năng lượng quỷ dị khi đi ngang qua thứ 9 khỏa tinh thần về sau đột một biến mất, tất cả năng lượng quỷ dị tự tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Tại hắn nội thị thứ 9 khỏa tinh thần lúc, cũng không có ở bên trong phát hiện một tia năng lượng quỷ dị. Giang giật có chút choáng váng, chẳng lẽ thứ 9 khóa tinh thần đem những cái kia năng lượng quỷ dị cho luyện hóa. Hắn vội vàng lần nữa khu trục một chút năng lượng quỷ dị tới, sau đó lập tức nội thị thứ 9 khóa tinh thần, tiếp xuống phát sinh một màn để hắn trợn mắt líu lưỡi những cái kia năng lượng quỷ dị tiến vào thứ chín khỏa tinh thần về sau, thế mà tự động cùng huyền hoàng chi lực dung hợp. Dung hợp, làm sao có thể dung hợp gặp quỷ? Giang giật mở to mắt kinh hô lên, kha lộng ảnh chính ngây ngốc mà nhìn xem hắn, bị hắn dọa đến đứng lên, liên thanh hỏi thế nào Giang giật đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Giang giật không có thời gian đi để ý tới kha lộng ảnh, lần nữa nhập định. Tiếp tục khu trục năng lượng quỷ dị đi thứ 9 khỏa tinh thần, kết quả giống nhau đi vào sau lập tức cùng huyền hoàng chi lực dung hợp. Muốn xảy ra chuyện A, năng lượng quỷ dị rõ ràng rất e ngại huyền hoàng chi lực, vì sao tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần sau thế mà có thể dung hợp mà lại những này năng lượng quỷ dị là âm độc năng lượng, có thể hay không dẫn đến huyền hoàng chi lực mất đi hiệu lực. Thử một chút, Giang giật triệu tập một chút dung hợp năng lượng quỷ dị huyền hoàng chi lực, vận chuyển đi khiếu huyệt, để hắn chấn kinh đến nói không ra lời tình huống phát sinh. Tại huyền hoàng chi lực kích hoạt lên tay trái toàn bộ khiếu huyệt về sau, hắn cảm giác toàn bộ tay trái có dùng không hết khí lực, so trước kia cường hóa về sau lực lượng cảm giác cảm giác cường đại gấp 10. Gấp 10, giang giật ban đầu nhục thân liền có thể so đau nô, giống như cường đại gấp 10, tuyệt đối nhưng so sánh phong đế cấp. Cái này, cái này, cái này, trước sau so sánh, tranh lệch quá tốt đẹp đại, giang giật trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Này quỷ dị năng lượng rõ ràng là âm độc hình, bị thứ chín khỏa tinh thần sau khi hấp thu, tự động cùng huyền hoàng chi lực dung hợp, còn tăng phúc huyền hoàng chi lực gấp 10 uy lực. Như vậy cũng tốt so, Giang giật bị buộc lấy nhảy vào vách núi, kết quả phát hiện vách núi phía dưới là một tòa biển cả, trong biển còn có đếm không hết hoàng kim, tương phản quá lớn. Bất hạnh bị ta nói bên trong ngã vào hầm cầu lại nhặt được hoàng kim. Giang giật trước đó vì lừa gạt kha lộng ảnh, vùng xuống một cái di thiên đại hoang, nói hắn có thể luyện hóa kha lộng ảnh thái âm nguyên khí, chuyển đổi thành tự thân lực lượng, để nhục thân cường đại mấy lần. Thế mà đánh bậy đánh bạ, thật luyện hóa thái âm nguyên khí, nhục thân lại thật cường đại gấp 10. Trên thế giới này có như thế trùng hợp sự tình, Giang giật chính mình cũng không tin tưởng, sở dĩ hắn sửng sốt một lúc sau, tiếp tục đem tất cả năng lượng quỷ dị đều khu trục đi thứ 9 khỏa tinh thần, cuối cùng toàn bộ bị huyền hoàng chi lực dung hợp. Lặp đi lặp lại kiểm tra mười mấy lần nhục thân, lần lượt thấy bên trong thứ 9 khỏa tinh thần, lần lượt nếm thử vận chuyển huyền hoàng chi lực, đều không có phát hiện vấn đề gì ha 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 giang giật xác định về sau mở to mắt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không thôi cái này theo địa ngục đến thiên đường tư vị quá chua sướng rồi lên trời quả nhiên là công bằng đóng lại một cánh cửa vẫn là lưu lại một cánh cửa sổ trời không tuyệt đường người a thế nào giang giật kha lộng ảnh nhìn qua tố chất thần kinh giang giật có chút mê mang giang giật ôm nàng mãnh liệt hôn mấy cái lúc này mới nhếch miệng cười to nói lộng ảnh người quả nhiên là của ta đại phúc tinh ta luyện hóa người thái âm nguyên lực nhục thân cường đại gấp 10. Nhanh, chúng ta lại đến hoàn hảo mấy lần, chờ ta chứa đựng đầy đủ thái âm nguyên lực, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ những này yêu thụ, đi tìm tới tầng tiếp theo cửa vào. Phi, đồ lưu manh, kha lộng ảnh xấu hổ cổ đều đỏ, trong mắt lại mang theo một chút mong đợi cùng tò mò, nhịn không được hỏi, giang giật, cái này thái âm nguyên khí thật lợi hại như vậy lân hậu thế nhưng là nói nam tử căn bản chịu không nổi. Hắc hắc, ta tự nhiên không tầm thường, Giang giật phong tao hất đầu, giờ khắc này hắn đột nhiên có loại hiểu ra. Xem ra cái này thái âm chi thể không phải độc thể, mà là một loại tuyệt thế bảo thể. Bất quá sợ là người bình thường vô phúc tiêu thụ, hắn có một viên kỳ dị tinh thần, xem như thiên phú dị bẩm, lúc này mới có thể gánh vác được. Thứ chín khỏa tinh thần ngươi đến cùng có cái gì bí mật? Thứ chín khỏa tinh thần xuất hiện rất rất nhiều quái sự, có được rất rất nhiều thần kỳ năng lực, tự liền cửu dương thiên đế đều không cách nào giải thích. Giang giật tin tưởng nếu có một ngày hắn có thể giải khai thứ 9 khỏa tinh thần bí mật, vậy tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ hồng ngông thế giới trở nên khiếp sợ. chương 1959, kình địch, giống như đổi lại trước đó, Giang giật sợ là không còn dám cùng kha lộng ảnh hoan hảo. Dù sao thể nội năng lượng quỷ dị một mực tại hấp thu sinh mệnh lực của hắn, hắn thời khắc đều đang trở nên giả yếu, chậm rãi tại chết đi. Giờ phút này khác biệt, kha lộng ảnh trong thân thể năng lượng quỷ dị có thể gia tăng hắn huyền hoàng chi lực uy lực, mặc dù những này năng lượng quỷ dị đi vào thể nội vẫn là hội nhanh chóng hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Nhưng chỉ cần hắn động tác mau mau, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hắn có thể nhanh chóng đem năng lượng quỷ dị toàn bộ xua đuổi đi thứ chín khỏa tinh thần bên trong. Kha lộng ảnh vốn là có chút bận tâm, xem giang giật bộ dạng này, rõ ràng là ngụy trang không ra được. Mà lại giang giật vừa rồi đem huyền hoàng chi lực vận chuyển tại tay trái lúc, nàng cũng có thể cảm nhận được cái tay kia bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố, khí tức nhưng so sánh phong đế cấp kha lộng ảnh triệt để yên tâm lại hai người lần nữa bắt đầu biểu đạt yêu thương nhất nguyên thủy vận động bắt đầu ánh mắt cùng ánh mắt đối mặt nhục thể cùng nhục thể ma sát dịch thể cùng dịch thể trao đổi đương nhiên các nàng trao đổi đồ vật càng nhiều hơn một chút giang giật đem dương khí cùng sinh mệnh lực cho kha lộng ảnh kha lộng ảnh đem trong linh thể thái âm nguyên khí cho giang giật vốn là giang giật bỏ mình cứu người biến thành chân chính song tu đáng tiếc năng lượng quỷ dị tương đối ít một lần sẽ chỉ tràn vào trăm tia vào giang giật trong thân thể một tia năng lượng quỷ dị có thể cùng 100 tia huyền hoàng chi lực dung hợp, nói một cách khác có thể tăng phúc 100 tia huyền hoàng chi lực uy lực. Giang giật thể nội huyền hoàng chi lực rất nhiều, ít nhất có trăm vạn tia, giang giật muốn dung hợp càng nhiều năng lượng quỷ dị, dạng này liền có thể dùng rất lâu. Sở dĩ hắn chỉ có thể kiên trì bền bỉ không ngừng cùng kha lộng ảnh làm xấu hổ sự tình, hai người biến thành chân chính thần tiên quyến lữ. Giang giật cũng không tu luyện, lúc nào cũng bồi tiếp kha lộng ảnh tại đầm nước nhỏ bên trong tản bộ, hí thủy, nhớ lại chuyện cũ, nói các loại mới là kiến thức, cá nướng, chơi đùa, thời gian ngược lại là qua nhàn nhã. Hai ngày này thời gian, sợ là Kha Lộng Ảnh đời này vui vẻ nhất thời gian. Giang giật cùng Kha Lộng Ảnh hoan hảo hai mươi mấy lần, thân thể chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn, Kha Lộng Ảnh triệt để mở ra khúc mắc biến thành một cái tắm rửa bể tình thiếu nữ, trên mặt thời khắc đều tràn đầy say lòng người nụ cười, tựa như một cái tình yêu cuồng nhiệt hoa si nữ, như chuông bạc nụ cười vẩy khắp cả tòa đầm nước nhỏ. Nên xuất phát trong thân thể huyền hoàng chi lực có hơn phân nửa dung hợp năng lượng quỷ dị, ngấm lại cũng đủ, thời gian trôi qua hai ngày, giang giật không dám tiếp tục mang xuống. Lộng ảnh, đi, đi tầng thứ năm, quyết định, giang giật hướng ngồi tại bên đầm nước hí thủy kha lộng ảnh vẫy vẫy tay, cái sau phi thường khôn khéo phi thân mà tới. Giang giật đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó ngồi xổm người xuống nói, bên trên trên lưng của ta, người phụ trợ ta công kích là được. Tốt, kha lộng ảnh như một cái bát chảo bạch tuộc ghé vào giang giật trên lưng, gian giật như một cái mãnh hổ hướng phía trước phóng đi huyền hoàng chi lực vận chuyển toàn thân nhục thể lập tức tăng phúc gấp trăm lần dọa người khí thức theo hắn nhục thân bên trên truyền ra để kha lộng ảnh cảm giác chính mình ghé vào một cái viễn cổ hung thú trên lưng suy suy tới gần một viên yêu thụ mấy chục trượng kia yêu thụ cành như như độc xà phóng tới lá cây hóa thành ám khí đầy trời như mưa to mưa như chút nước mà tới keng 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 gian giật xong quyền múa những cái kia lá cây toàn bộ bị đẩy ra căn bản không thể đối với hắn nhục thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mấy chục cây nhánh cây phóng tới, giang giật song quyền vung vẩy, người uốn éo, song quyền hung hăng nện ở hai cái cành bên trên. Phanh phanh, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cành bị trùng điệp đẩy ra, giang giật thân thể như dao long tiếp tục cuồng bạo phóng đi, nắm đấm tả hữu khai cung đem phóng tới cành từng cái đẩy ra. Uống, giang giật tốc độ đột nhiên bạo tăng, không đợi những cái kia đẩy ra cành phản xạ trở về, thoáng cái lấn người tới gần thụ yêu thân cây, đột nhiên một quyền ném ra, đem thụ yêu thân cây ném ra một cái lỗ thủng to. Những cái kia điên cuồng đuổi theo mà đến cảnh tốc độ đột nhiên trì trệ, thân cây bị hao tổn, nguyên khí đại thương, cảnh truy sát tốc độ tự nhiên là chậm. Hưu, hết thảy cùng Giang Giật dự đoán đến không sai biệt lắm, Giang Giật không tâm tư đi triệt để phá hủy đại thụ, hắn huyền hoàng chi lực thế nhưng là rất quý giá. Hắn hai chân tại trên cành cây đạp một cái, mượn lực hướng phía trước mới bay bắn đi, nhẹ nhõm tránh thoát yêu thụ nhánh cây dây dưa tốt biến thái tốc độ cùng năng lực phản ứng, tốt lực lượng cường đại, giang giật nhục thể của ngươi tuyệt đối vượt qua viêm đế cùng cuồng đế. Kha lộng ảnh vừa rồi vẫn muốn phụ trợ giang giật công kích, lại phát hiện căn bản là không có cách nhúng tay. Giang giật tốc độ di chuyển quá nhanh, tốc độ phản ứng quá nhanh, nàng theo không kịp giang giật công kích tiết tấu. Hắc hắc, đi, giang giật quay đầu mỉm cười, thân thể hóa thành cuồng phong tiếp tục hướng phía trước lao đi, tiếp tục đâm xuyên thụ yêu tầng tầng chặn đường xuyên qua mấy khỏa thụ yêu chặn đường về sau, Giang giật càng hữu tâm hơn được. Hắn đều không công kích thân cây, mà là đẩy ra nhánh cây về sau, bắt lấy nhánh cây nhẹ nhõm theo tới gần thân cây. Sau đó chân sau một đá thân cây để thân cây lay động, dạng này toàn bộ nhánh cây tựu đều không thể khóa chặt hắn, tốc độ của hắn quá nhanh, nhẹ nhõm có thể bỏ chạy nhánh cây phạm vi bao phủ. Cứ như vậy hắn có thể tiết kiệm huyền hoàng chi lực tiêu hao, cũng không phiền hàng người, nhẹ nhõm xuyên qua từng cây từng cây đại thụ, đi đường tốc độ nhanh mấy phần. Nửa ngày, một ngày, Giang giật tìm một cái đất trống dừng lại nghỉ ngơi, gối lên kha lộng ảnh đùi ngủ say 10 cái canh giờ, chờ suy yếu kỳ qua đi hắn mang theo kha lộng ảnh tiếp tục đi đường. Bên kia, Giang giật, bên kia có hủy đi yêu thụ. Lần nữa bôn tẩu nửa ngày về sau, kha lộng ảnh đột nhiên kinh hô lên. Giang giật xuyên qua qua một gốc yêu thụ chặn đường về sau, ánh mắt hướng bên trái đằng trước quét tới, lập tức đôi mắt sáng lên. Bên trái đằng trước hoàn toàn chính xác có bị hủy diệt yêu thụ, mà lại hướng phía trước nhìn lại có thể nhìn thấy một đường yêu thụ đều bị hủy diệt. Ha ha ha, Giang giật bôn tẩu đi qua nhìn thêm vài lần cười ha hả cây này bị hủy diệt không có quá lâu, nhiều nhất một hai ngày thời gian, xem tình huống hạ vũ linh phi tiên các nàng cũng không có đi quá xa, cũng không có đến tầng thứ năm. Năm người là hạ vũ các nàng, Giang giật quan sát một cái công kích vết tích, kết luận có năm người xuất thủ, linh phi tiên cùng tiểu nho đế chỉ có hai người, vậy chỉ có thể là hạ vũ các nàng. Đi, phía trước có người mở đường, Giang giật vui với nhẹ nhóm, Kha lộng ảnh theo Giang giật trên lưng xuống tới, hai người nắm tay như du sơn ngoạn thủy một đường hướng phía trước biên cuồng đuổi theo. Hạ vũ các nàng sức chiến đấu rất biêu hãn, một đường bôn tẩu đều có thể nhìn thấy từng cây từng cây đứt gãy đại thụ, hơn nữa còn đều là chỉnh tề bị chém đứt, một kích cuối cùng hẳn là một người gây nên. Không mông linh bảo cấp trường kiếm, Kha lộng ảnh quan sát mấy lần, phi thường khẳng định nói ra, Giang giật, người phát hiện không có những đại thụ này bên trên còn lưu lại nhàn nhạt quang minh chi lực. Đúng vậy, là hạ vũ, Giang giật sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng, hắn đã sớm phát hiện, chỉ là một mực không nói ra, một bên bôn tẩu hắn một bên cảm khái nói, lộng ảnh, chúng ta đều khinh thường cái này hạ thượng tướng quân A. Người này hoặc là đã sớm đạt đến ngụy đế cấp, hoặc là ngay tại thiên đình bên trong đột phá, bất luận khi nào đột phá, người này trẻ tuổi như vậy, thiên tư muốn tại tất cả chúng ta phía trên A. Kha lộng ảnh gật đầu nói, đúng vậy a, à, người này quật khởi quá nhanh quá nhanh, mà lại thông minh như yêu, về sau sợ là một đại kình địch của ngươi. Nàng mặc dù nhìn đối ngươi cũng không có địch ý, nhưng nói thế nào đều là thanh đế đồ đệ. Cắt cắt chương 1960, người muốn theo đuổi bản tiểu thư. Phía trước có người mở đường, giang giật các nàng không biết cửa vào ở đâu, vừa vặn đi theo một đường tiến lên. Tầng thứ năm lối vào tại một tòa trăm vạn trượng núi cao phụ cận, cao to như vậy sơn phong chỉ cần đến phụ cận, cũng rất dễ dàng phát hiện. Ai cũng không biết phương hướng, chỉ có thể lung tung hành tàu tìm vận may. Giang giật đình chỉ sử dụng huyền hoàng chi lực, ngược lại để Kha lộng ảnh mang theo hắn bôn tàu. Kha lộng ảnh linh thể phản vệ triệt để bị áp chế, thân thể quá tốt rồi, mang theo Giang giật phong chỉ điện giật một đường chạy truy. Giang giật cùng Kha lộng ảnh các nàng phát hiện viên kia hủy đi yêu thụ có một hai ngày, sở dĩ hạ vũ các nàng cách nơi này có một hai ngày khoảng cách. Bất quá Giang giật các nàng đi đường nhanh, hạ vũ các nàng phải không ngừng hủy đi yêu thụ cũng nên chậm chế một chút thời gian, này lên kia xuống hẳn là nhiều nhất một ngày thời gian là có thể đuổi kịp. Quả nhiên, càng là truy kích, yêu thụ hủy đi thời gian càng gần, yêu thụ bên trên lưu lại quang minh chi lực cũng càng nồng đậm. Giang giật cùng kha lộng ảnh thấy càng ngày càng kinh hãi, hai người thậm chí cảm giác hạ vũ chiến lực không kém gì linh phi tiên. Hạ vũ xuất sinh đến bất quá ba năm, tuổi tác tại thiên giới công tử tiểu thư bên trong là phi thường tiểu nhân chiến lược lại đạt tới như thế hung hãn trình độ thiên tư này làm cho người kinh hãi a à. giống như cho nàng phát triển mấy năm xuống dưới đạt tới phong đế cấp kia là chuyện chắc như đinh đóng cột trọng yếu nhất chính là trước đó gặp mặt giang giật đều không có khám phá nàng có bất kỳ ngụy trang chiến lược chỉ có phong vương cấp bất luận nàng là ngụy trang vẫn là ở bên trong đột phá cái này đều phi thường dọa người giang giật nếu không chúng ta thả chậm một chút tốc độ đi theo các nàng đằng sau liền có thể lần nữa bôn tàu nửa ngày theo hủy đi đại thụ vết tích, cùng lưu lại quang minh chi lực kha lộng ảnh suy đoán hạ vũ bọn người không xa. Nhiều nhất 10 cái canh giờ là có thể đuổi kịp, nàng dừng lại hỏi thăm Giang Giật. Giang Giật nghĩ nghĩ nói ra, tiếp tục đuổi, đuổi kịp các nàng, bất quá. Ta cần ngụy trang thành một hà ngư, liền nói đoạn đường này đều là ngươi mang ta vào đây, ta muốn bí mật quan sát thoáng cái hạ vũ. Tốt ha, yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh cơ bản là không, Giang Giật nói cái gì chính là cái đó. Kha lộng ảnh mang theo giang giật tiếp tục chạy như điên, tại sau mười mấy canh giờ, hai người nghe được phía trước mơ hồ truyền đến tiếng nổ. Kha lộng ảnh buông xuống giang giật, giang giật còn rất quy củ đi theo kha lộng ảnh sau lưng năm sáu trượng. Trên thân bạch quang lấp lánh biến thành một hà ngư, cung kính đi theo đằng sau. Kha lộng ảnh thả chậm một chút tốc độ, lần theo đường hướng phía trước chạy đi, rất nhanh phía trước liền có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ bóng lưng. Bên kia chiến đấu cũng ngừng lại, mấy song song con người quét tới, nhìn thấy chậm rãi đi tới Kha Lộng Ảnh, trên mặt mấy người xuất hiện một tia ngạc nhiên, chờ xem đến phần sau Mộc Hà Ngư về sau, mọi người càng thêm kinh ngạc. Kha Lộng Ảnh có thể vào tầng thứ tư mọi người cũng không phải quá kinh ngạc, dù sao Lân Hậu thích nhất tiểu tôn nữ, Thiên Hồng giới đệ nhất tiểu thư, có chỗ hơn người rất bình thường. Cuồng hổ bọn người kinh nghi chính là, Mộc Hà Ngư như thế nào cùng Kha Lộng Ảnh đi cùng một chỗ, hắn không phải đầu nhập vào Linh Phi Tiên sao? Năm người chân thực chiến lực đều đạt đến Ngụy Đế cấp, cuồng hổ cùng Viêm Kỳ hạ vũ còn có một cái phụ thuộc cuồng gia đệ nhất gia tộc tất gia thiếu tộc trưởng tất dương một người khác vẫn là một cái tuổi trẻ thiếu phụ cũng là một cái siêu cấp đại gia tộc hoa gia tiểu thư vẫn là cái quả phụ ngoại nhân gọi là hoa phi đều là người quen biết cũ hiểu tận gốc rễ hạ vũ rất điệu thấp đứng tại cuồng hổ viêm kỳ về sau cuồng hổ nhìn lướt qua phía sau giang giật cùng kha lộng ảnh chắp tay nói nhân sinh nơi nào không gặp lại lộng ảnh tiểu thư tốt viêm kỳ mấy người cũng nhao nhao chắp tay hành lễ kha lộng ảnh mỉm cười gật đầu nói hổ công tử kỳ công tử hạ thượng tướng quân tất dương thiếu gia tộc trưởng hoa phi tốt ta một đường chạy tới trùng hợp phát hiện các người đi qua đường sở dĩ lần theo đi tới các ngươi có thể tìm được tầng tiếp theo lối vào chưa từng phát hiện cuồng hồ cười khổ lắc đầu nói chúng ta tại địa phương quỷ quái này đã đi mấy ngày cũng không biết đi bao xa hủy đi bao nhiêu yêu thụ nhưng vẫn là không có tìm được cửa vào a cuồng hồ dừng một chút ánh mắt chuyển hướng phía sau mộc hàng ngư đùa cợt hỏi, lộng ảnh tiểu thư như thế nào cùng một công tử đi cùng nhau một công tử đoạn thời gian trước thế nhưng là cùng phi tiên tiểu thư đi rất gần đâu, người tựu không sợ một công tử ở sau lưng đâm đao. Cuồng hổ lời nói không có cho giang giật lưu nửa điểm mặt mũi, viêm kỳ hoa phi tất xương bọn người khóe miệng cũng đều lộ ra trơ chẽn làm bạn thần sắc. Hạ vũ lại giếng nước yên tĩnh, một đôi như khói như xương con người bình tĩnh nhìn qua giang giật, tựa hồ muốn nhìn được thứ gì. Giang giật trên mặt vừa đúng biểu lộ ra một chút tức giận, nhìn hầm hầm cuồng hồ bờ môi có chút run run muốn nói gì cuối cùng lại có sợ xuống dưới không hề nói gì biểu tình kia biểu diễn rất đúng chỗ kha lộng ảnh diễn kỹ cũng rất tốt nhìn cũng không nhìn giang giật một chút phân đạm phong khinh phủi phủi tay áo nói trên đường trùng hợp gặp được thôi tại lộng ảnh trong lòng kỳ thật các ngươi cùng cá sông công tử không cũng không khác biệt gì giống như trên đường gặp được các ngươi lạc đàn gặp nạn lộng ảnh cũng sẽ xuất thủ tương trợ chỉ thế thôi kha lộng ảnh tính tình tất cả mọi người hiểu rất rõ năm đó cuồng hổ bọn người nếu không phải nàng thuyết phục, giang giật như thế nào lại như vậy mà đơn giản thả cuồng hổ các nàng. Kha lộng ảnh có trách trời thương dân chi tâm, có đại nhân đại nghĩa bác ái trị ý chí, đây chính là kha lộng ảnh hấp dẫn người ta nhất địa phương. Cuồng hổ bọn người ngược lại là không có quá nhiều hoài nghi, hạ vũ một mực nhìn lấy giang giật, cũng một câu không nói. Viêm kỳ đánh cái giảng hòa nói, không nói những thứ này, đại gia vẫn là tề tâm hợp lực cùng đi, tìm tới tầng thứ năm lối vào rồi nói sau lộng ảnh tiểu thư cùng đi a à. kha lộng ảnh có chút trần chờ, sau đó gật đầu nói cũng tốt a à, mọi người lần nữa có chút kinh ngạc dựa theo kha lộng ảnh tính tình hẳn là sẽ không cùng mọi người thông đồng làm bậy a à, vì sao lần này thế mà nguyện ý cùng các nàng cùng đi bất quá nghĩ lại ngẫm lại cuồng hổ cùng viêm kỳ cũng liền bình thường trở lại kha lộng ảnh một người một hà ngư chiến lực không được bằng vào hai người phải nghĩ thoáng một con đường chắc hẳn phi thường tốn sức muốn tìm tới tầng thứ 5 cửa vào càng là khó càng thêm khó, ủy khúc cầu toàn thoáng cái cũng là bình thường. Một cái không nói gì hạ vũ, uyển chuyển cười nói, lộng ảnh tỷ tỷ có thể gia nhập kia là không thể tốt hơn, cuồng công tử viêm công tử các ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Cuồng hổ cùng viêm kỳ liếc nhau, lại cùng hạ vũ liếc nhau, hai người lập tức đã hiểu hạ vũ ý tứ, hai người hướng phía trước đi đến, vung tay lên nói, tất dương hoa phi, lộng ảnh tiểu thư, chúng ta bốn người chủ công đi hạ thượng tướng quân cùng một công tử chiến lực hơi yếu, ở phía sau phụ trợ chúng ta là được. Lẽ ra nên như vậy, Kha lộng ảnh không có bất kỳ cái gì dị nghị, đi theo mọi người hướng phía trước yêu thụ phóng đi, Giang giật cùng hạ vũ đi theo sau. Chiến lực hơi yếu, Giang giật mặt ngoài thần sắc có chút xấu hổ cùng ảm đạm, nội tâm lại là cười lạnh không thôi, hạ vũ rõ ràng có chiến lực mạnh mẽ, tại lúc này lại đột nhiên ngụy trang thành kẻ yếu, giấu giếm chiến lực không xuất thủ, rõ ràng là không muốn để cho Giang giật cùng Kha Lộng ảnh thấy được nàng chiến lực mạnh mẽ. Phía trước rất nhanh bạo phát chiến đấu, mấy người thay nhau tiến công đối phó yêu thụ ngược lại là nhẹ nhóm, Hạ Vũ thản nhiên cùng Giang giật song song đứng ở cùng một chỗ, nàng cặp kia xương mù vân lượn quanh con người nháy nháy, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, khiến người ta cảm thấy sâu xa khó hiểu. Giang giật lặng yên nhìn nàng vài lần, Hạ Vũ đột nhiên dừng bước, có chút bên mặt nhìn xem Giang giật cười nói nói ra, một công tử, Người lão là nhìn ta làm gì chẳng lẽ cầm xuống một cái thiên hồng giới đệ nhất tiểu thư còn không vừa lòng ngươi còn muốn. Truy cầu bản tiểu thư không thành, chương 1961, tiên linh chi thể. Hạ thượng tướng quân có ý tứ gì? Giang giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hạ vũ, nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hạ vũ vậy mà nói mình đạt được kha lộng ảnh mà lại ngữ khí phi thường khẳng định, rõ ràng đã khám phá hắn cùng kha lộng ảnh quan hệ, Giang giật tự hỏi vừa rồi diễn kỹ không tệ, Kha Lộng Ảnh cũng không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Sở dĩ hắn phi thường kinh nghi, cái này Hạ Vũ là thế nào nhìn ra được hay là đang lừa hắn. Hạ Vũ xa xa nhìn một cái phía trước ngàn trượng bên ngoài Kha Lộng Ảnh, đầu có chút nghiêng đi đến thấp giọng cười nói, một công tử, người có lẽ đối với nữ nhân không phải hiểu rất rõ, thiếu nữ cùng nữ nhân thế nhưng là có khác biệt. Kha Tiểu Thư vô luận lại thế nào che giấu, nàng đã phá thân thể, điểm này ta một chút liền có thể xem thấu, đoán chừng không được bao lâu hoa phi cũng có thể xem thấu. Hạ vũ rất hiếu kỳ, một công tử người đến tột cùng là thế nào cầm xuống kha tiểu thư còn có kha tiểu thư thế nhưng là thái âm chi thể a một công tử thể cốt thế mà chịu được? thì ra là thế, giang giật nội tâm bừng tỉnh đại ngộ thiếu nữ cùng thiếu phụ hoàn toàn chính xác có khác nhau, coi như lại ngụy trang mặt mày bên trong vũ nghị là thế nào đều che giấu không được, không có phá qua thiếu nữ, đây không phải là hoàn chỉnh nữ nhân cũng sẽ không có nữ nhân nhất vũ nghị phong tình. Cái này sơ hở quá lớn, giang giật cũng vô pháp che giấu. Dù sao hắn cùng Kha Lộng Ảnh đi cùng một chỗ, Kha Lộng Ảnh trước đó vẫn là hoàn bích chi thân. Hắn lặng yên giơ ngón tay cái lên nhẹ giọng nói ra, đại gia thường nói hạ thượng tướng quân hắn chí gần giống yêu quái, quả nhiên không phải nói ngoa. Có thể cùng Kha Tiểu Thư từng có một đêm chi tình cũng là vinh hạnh của tại hạ, ai? Kha Tiểu Thư linh thể phản phệ lợi hại, tại hạ không đành lòng, mà lại chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, chỉ là trăm năm thọ nguyên lại coi là cái gì đâu việc này Kha Tiểu Thư không muốn truyền ra ngoài, hy vọng hạ thượng tướng quân hỗ trợ giữ bí mật. Kia là tự nhiên, hạ vũ khẽ cười một tiếng, cặp kia xương mù vân lượn quanh con người thản nhiên nhìn giang giật vài lần nói, một công tử hào nghĩa vô song, từ đây trèo lên Kha ra cây to này, lên như diều gặp gió cửu vạn lý, tại hạ cần phải chúc mừng. Hắc hắc, giang giật ánh mắt lộ ra một tia phóng túng tà chi quang, nhìn chăm chằm hạ vũ thân thể mềm mại liếc mấy cái nói, tại hạ ngược lại là muốn trèo lên hạ thượng tướng quân cây to này, chỉ là thượng tướng quân không chịu lọt mắt xanh A. À. Câu nói này có chút rõ ràng, giang giật tự nhiên là vì tham dò hạ vũ phải chăng khám phá hắn chân thân. Giống như nàng cho là mình là một hà ngư, khẳng định hội nổi giận. Giống như cho rằng là giang giật, phản ứng của nàng luôn có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Hạ vũ bước chân đột nhiên dừng lại đến, xoay người lại nghiêm mặt nhìn xem giang giật, đôi tròng mắt kia tựa hồ có thể thấm nhuần lòng người, xem thấu giang giật tất cả ngụy trang nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm giang giật, không nói một lời, ngược lại thấy giang giật có chút co quắp. Ha ha, hạ vũ đột nhiên cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, nàng nghiêm mặt nói ra, hạ vũ tính là gì đại thụ đâu công tử chính là đương thời hào kiệt, theo sợi cỏ bên trong quật khởi, một người một kiếm cuồng quét cửu châu, cười ngạo thiên dưới quần hùng. Công tử là hạ vũ trong lòng một mực kính ngưỡng người, tiểu nữ tử điểm ấy thành tựu bất quá công tử một phần vạn, hy vọng công tử vẫn là không muốn lỗ mãng tại ta. Ai, quả nhiên vẫn là bị khám phá. Giang giật nội tâm khe khẽ thở dài. Hạ Vũ nữ tử này quá lợi hại. Nhẹ nhóm khám phá hắn sở hữu ngụy trang, đồng thời tin tưởng vững chắc không rời. thân phận bại lộ, hắn ngược lại là cũng không quan trọng. dù sao hắn như xuất thủ, Hạ Vũ cuồng hổ bọn người nhẹ nhóm có thể chém giết. Sở Dĩ hắn rất ngoạn vị nhìn qua Hạ Vũ nói, Hạ thượng tướng quân đã khám phá thân phận của ta, người tựu không sợ ta giết ngươi dù sao. ngươi thế nhưng là thanh đế đổ đệ, ngươi sẽ không hạ vũ khóe miệng có chút thượng thiêu phi thường khẳng định nói ra công tử năm đó có thể phóng cuồng hổ bọn hắn trở về giờ phút này chúng ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp dùng công tử lòng dạ như thế nào lại khi nhục một cái tiểu nữ tử lại nói hạ vũ mặc dù bái sư tại thanh đế nhưng lại không phải địch nhân của ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không cùng công tử là địch địch nhân của chúng ta đều là minh tộc hạ vũ không thích bên trong hao tổn trừ phi minh tộc bị nhân tộc trấn áp công tử muốn cùng sư phụ ta tranh đoạt đế vị đến lúc đó Hạ Vũ chỉ có thể đắc tội. Lợi Hải, Giang giật tán thường nhìn qua Hạ Vũ nói: Hạ cô nương khẩu tài là vô cùng tốt, bất quá sư phụ ngươi là ai phẩm, ngươi có thể không biết. Nếu là hắn hội bận tâm nhân tộc đồng đội chi tình, bận tâm minh tộc, năm đó cũng sẽ không hại chết diệt ma đại đế. Mà lại ta và ngươi sư phụ tại địa giới đã từng có một trận chiến, minh đế sẽ xuất thế, nhân tộc sẽ tao ngộ che đỉnh tai ương sư phụ ngươi lại bề bộn nhiều việc tiêu diệt ta cái này thiên đế truyền nhân ngươi nói cái này buồn cười không buồn cười rất buồn cười hạ vũ trả lời để giang giật phi thường kinh ngạc trên mặt nàng xuất hiện vẻ cô đơn cười khổ nói hạ vũ làm sao không biết nhưng hắn là thanh đế là hạ vũ sư phó hạ ra chúng ta lịch đại phụng thanh đế làm chủ hạ vũ làm sao dám nói bừa sư phó không phải công tử như ở vào hạ vũ vị trí ngươi có thể làm thế nào ngươi có thể nói cái gì coi như ta đi thuyết phục hắn hắn hội nghe sao a à, giang giật nhìn qua hạ vũ cặp kia xinh đẹp như vẽ con ngươi lần thứ nhất đối nữ tử này có rất lớn đổi mới nàng hôm nay những lời này có thể nói là chu tâm chi ngôn như những lời này truyền đến thanh đế trong tai nàng lập tức sẽ bị trục xuất sư môn mà lại hạ ra toàn bộ gia tộc có thể sẽ gặp chèn ép thậm chí diệt tộc dù sao một cái lúc nào cũng có thể thông đồng với địch thủ hạ dùng thanh đế tính cách làm sao có thể dễ dàng tha thứ dưới giang giật kinh ngạc nhìn hạ vũ vài lần tò mò hỏi, vũ tiểu thư, người nói những này chu tâm lời nói, chẳng lẽ không sợ ta nói cho thanh đế. Hạ vũ cười yếu ớt lắc đầu, ngửa mặt hỏi ngược lại, công tử là hạng người như vậy sao? Hẳn là, không phải đâu, Giang giật nhún vai, quay đầu nhìn qua nơi xa cùng yêu thụ công kích cuồng hổ kha lộng ảnh bọn người, trầm mặc xuống, suy nghĩ lên hạ vũ người này. Nữ tử này từ trước mắt tình huống đến xem, là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài thiếu nữ, thiên tư tại tất cả mọi người phía trên, người này tài trí vô song, gia tộc thế hệ trung liệt tu luyện chính là quang minh áo nghĩa kia là minh tộc khắc tinh nàng này lại biết rõ đại nghĩa cùng kha lộng ảnh đồng dạng có bao la lòng dạ thậm chí còn dám nói rõ đối với thanh đế rất nhiều cách làm phi thường không tán đồng vô luận từ chỗ nào một điểm xem nữ tử này giang giật hẳn là đối nàng đều rất là yêu thích đáng kính nể nhưng giang giật nội tâm lại yên lặng có loại không thoải mái có lẽ là nữ tử này tâm trí quá kinh khủng để hắn nhìn không thấu có lẽ là hắn đối với tâm trí kinh khủng nữ tử trời sinh có phản cảm, cũng như năm đó cơ thính vũ cùng hình mộng huyền. Tóm lại, hắn đối cái này hạ vũ làm sao đều không dậy được hảo cảm, mà lại nàng này trên thân nghi điểm trùng điệp, để hắn có rất nhiều không yên lòng. Tăng thêm minh đế sẽ xuất thế, nhân tộc nội bộ lại ẩn núp rất nhiều gian tế, càng làm cho hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Hắn không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, bất quá hạ vũ hôm nay đã biểu lộ thành ý của nàng cùng lập trường, giang giật vẫn là quyết định cho nàng một cái cơ hội hắn trầm tư một lát hỏi hai cái muốn hỏi nhất vấn đề vũ tiểu thư ngươi vì sao có thể tu luyện được nhanh như vậy năm đó ở thiên vũ thành ngươi dựa vào cái gì phá thiên vũ thành giống như hai vấn đề này ngươi nói rõ sự thật giang mỗ nguyện giao ngươi người bạn này hạ vũ nhàn nhạt nhìn giang giật một chút tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ hỏi cũng không có trầm tư quá lâu cười nhạt một tiếng nói ra hai vấn đề này đều rất đơn giản đáp án kỳ thật cũng là một cái ta là tiên linh chi thể Giống như Giang Công Tử không hiểu, có thể hỏi thăm Si Hồng Đại Nhân, hết thảy người cũng sẽ rõ. chương 1962, người đáng giá tín nhiệm. Tiên linh chi thể, Giang giật nghe được chữ thứ nhất đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, có thể mang một cái chữ tiên, cái này linh thể chẳng lẽ cùng tiên có quan hệ. Như thế nào tiên, kỳ thật vấn đề này một mực khốn nhiễu lịch đại vô số cường giả, bởi vì trong lịch sử không ai có thể mở ra tiên vực chi môn, hồng mông thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua tiên nhân. Cửu Dương Thiên Đế nghe nói là đến gần vô hạn tại tiên nhân tình trạng, nhưng không có đột phá một bước cuối cùng, vĩnh viễn chỉ có thể biến thành phàm. Tiên đến cùng là dạng gì đến cùng phải hay không thật có thể trường sinh bất tử, có phải hay không có được chân chính vô thượng pháp lực thần thông, có phải hay không đưa tay ở giữa liền có thể hủy đi một cái giới diện. Không có ai biết, nhưng mở ra tiên vực đại môn, đứng hàng tiên ban, trường sinh bất tử, kia là sở hữu võ giả cuối cùng mộng tưởng, cũng như vạn tượng tiểu giới phàm nhân khát vọng phi thăng là thiên thần. Trước kia Giang Giật coi là thiên thần liền là thần tiên, mới phát hiện thiên thần cùng tiên không giống. Nhiều nhất thiên thần chỉ là cường đại phàm nhân thôi, bọn hắn cũng sẽ chết, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ vạn năm chi kiếp. Tự liền cửu dương thiên đế sắp đạt tới vạn năm thọ nguyên lúc cũng biết chính mình đại nạn sắp tới, chiến lược đại giảm, cuối cùng minh đế mới dám binh lâm thiên đình bên ngoài. Duy nhất có thể đánh phá cái này vạn năm chi kiếp, chỉ có minh đế. Đương nhiên minh đế cũng chỉ có thể không ngừng chuyển thế, mỗi lần đến vạn năm nhất định phải lần nữa chuyển thế, nếu không nhục thân mạnh hơn cũng sẽ chết đi. Tiên cùng thần khác biệt, tiên nhân nghe nói có thể trường sinh bất tử, hằng cổ vĩnh tồn, không nói còn lại, chỉ bằng điểm này tiên liền là sở hữu võ giả trong lòng mộng tường. Tiên linh chi thể chẳng lẽ cùng tiên có quan hệ, giang giật chờ không nổi trở về hỏi thăm si hồng, không chịu nổi nội tâm nghi hoặc, nhìn qua hạ vũ nói ra hay là... Người đây là bán tiên chi thể trong thân thể có tiên nhân huyết mạch. Không biết, Hạ Vũ cười khẽ lắc đầu nói, mặc dù ta là tiên linh chi thể, nhưng chính ta cũng không biết rõ, ta là tiên linh chi thể vẫn là gia sư nói cho ta biết. Hắn nói tiên linh chi thể là hồng mông thế giới đã biết đệ nhất linh thể, cùng thiên địa pháp tắc tự nhiên tương thông, tu luyện tốc độ thật nhanh, năm đó diệt ma đại đế liền là tiên linh chi thể. Chúng ta loại này linh thể có một loại rất biến thái năng lực, bên trong thân thể chúng ta có thể dựng dục ra chút hít tiên linh chi khí bằng vào cái này tiên linh chi khí, ta có thể trong thời gian ngắn đem lực công kích tăng lên mấy lần. Bất quá đáng tiếc thực lực càng mạnh tiên linh chi khí hiệu quả lại càng yếu, ta có thể tăng phúc gấp 10 tả hiếu, nếu như ta đạt tới phong đế cấp, hẳn là nhiều nhất chỉ có thể tăng lên gấp 2-3 lần, đạt tới gia sư tình trạng kia, tăng lên hội càng ít một chút. tt hạ vũ giải rác mấy lời, lại làm cho Giang giật hít vào mấy cái hơi lạnh, hắn một mực tại quan sát hạ vũ đôi mắt, phát hiện nàng lúc nói chuyện con người không có một tia biến hóa, điều này nói rõ Hạ Vũ hẳn không phải là nói dối. Nói như vậy, cái này tiên linh chi thể thật tồn tại thật đúng là biến thái như vậy. Hạ Vũ mới vừa nói diệt ma đại đế cũng là tiên linh chi thể, còn nói có thể tìm si hồng chứng thực, như vậy tiên linh chi thể rất có thể liền là thật. Hạ Vũ tốc độ tu luyện nhanh chóng, còn có tại thiên vũ giới nhẹ nhóm phá minh tộc đại quân, hết thảy tựu có hợp lý giải thích. Ngươi là ngụy đế cấp vẫn là phong đế cấp giang giật nghĩ nghĩ hỏi. Ngụy đế cấp, Hạ Vũ thẳng thắn nói ra, ta kỳ thật tại thiên vũ giới lúc đã đột phá, bất quá dùng tiên linh chi khí che giấu, phong đế cấp cũng nhìn không thấu thôi. Giang giật khẽ gật đầu, Hạ Vũ là ngụy đế cấp, giống như vận dụng tiên linh chi khí, chiến lược tăng lên gấp 10 liền có thể đạt tới phong đế cấp, nàng có thể mang theo cuồng hổ bọn hắn nhẹ nhõm vượt quan cái này cũng rất dễ lý giải. Hắn híp mắt nhìn qua Hạ Vũ nói, người đem cái gì đều nói cho ta, người cứ như vậy tin tưởng ta. Bởi vì ngươi đáng giá tín nhiệm, Hạ Vũ hết sức chăm chú nhìn qua Giang Giật nói, ta nghiên cứu qua tư liệu của ngươi, mà lại bất luận ngoại giới làm sao tin đồn, chỉ bằng ngươi là thiên đế truyền nhân ngươi đã đáng giá tín nhiệm, cử dương thiên đế nhân vật bậc nào hắn hội nhìn lầm người. Quả nhiên là kỳ nữ, Giang Giật chân thành cảm khái, đột nhiên rũi ra một cái tay nói, Vũ Tiểu Thư, người người bạn này ta giao. Hạ Vũ rũi ra một cái ngọc thủ cùng Giang Giật nhẹ nhàng một nắm, không lưu ngân dấu vết rút ra, nàng trầm tư một lát, nhẹ giọng nói ra, Giang công tử mặc dù ngươi muốn cùng ta kết giao bằng hữu, bất quá cái này thiên đình ta vẫn còn muốn cướp, mà còn chờ minh tộc hủy diệt về sau, chúng ta sợ cuối cùng muốn đi lên mặt đối lập. Không sao cả, giờ khắc này giang giật ngược lại không hiểu có chút thưởng thức tiểu nữ hài này, hắn lạnh nhạt cười nói, chỉ cần có thể hủy diệt minh tộc, cái này đế vị đưa cho thanh đế lại như thế nào? Thiên đế truyền nhân lòng giả cùng khí phách quả nhiên bất phàm, hạ vũ khẽ vuốt tằm, không còn nhiều lời, nàng thân thể phiêu nhiên mà đi để lại một câu nói, đã ngươi đã biết thực lực của ta, kia giấu giếm đã không có cần thiết. Ngươi không muốn bại lộ thân phận, vậy ta tới ra tay đi, ngươi an tâm đi theo là được. Hạ vũ trên thân khí tức dần dần trở nên khủng bố, phóng đi phía trước ngay tại phá hủy yêu thụ trong tiểu đội, trên người nàng sáng lên đạo đạo thần thánh quang mang, trong tay đánh ra một đạo bàng bạc quang minh chi lực ngưng tụ kiếm quang, phía trước viên kia yêu thụ bị mọi người đã đả thương, tại nàng xuất thủ về sau, lại một chiêu liền đem đại thụ tề chỉnh chặt đứt mạnh mẽ, giang giật liếc mấy cái, phán đoán hạ vũ cảnh giới không kém gì cuồng hổ, giống như nàng vận dụng kia cái gì tiên linh chi khí, sợ là có thể đạt tới phong đế cấp chiến lực. thiên địa chi đại, không thiếu cái lạ a. À. giang giật có chút cảm khái, trước có kha lộng ảnh thái âm chi thể, hiện lại có hạ vũ tiên linh chi thể, thế giới này quá kỳ diệu. hắn cũng không định xuất thủ, bởi vì hắn địch nhân không phải hạ vũ, mà là thanh đế. sở dĩ hắn không có khả năng bại lộ quá nhiều át chủ bài, hạ vũ lại không quan trọng coi như Giang Giật biết rõ lá bài tẩy của nàng, cũng sẽ không cùng nàng là địch, Hạ Vũ biết rõ điểm này. Kha lộng ảnh quay đầu nhìn Giang Dật một chút, Hạ Vũ xuất thủ để nàng có chút kinh nghi, Giang Giật cũng không có giải thích cái gì, chỉ là khẽ gật đầu để nàng an tâm khai chiến. Hạ Vũ hướng cuồng hổ bọn người nhìn thoáng qua, mấy vị kia cũng không dám hỏi cái gì, mọi người bắt đầu trầm mặc mở đường, một đường tiến lên. Có người làm miễn phí tay chân, Giang Giật vui với ngồi mắt ăn bát vàng. Tại Hạ Vũ gia nhập về sau, phá hủy thuộc yêu tốc độ tăng tốc, Kha Lộng Ảnh cuồng hổ viêm kỳ bọn người công kích một vòng, Hạ Vũ cuối cùng xuất thủ, yêu thụ liền sẽ bị chặn ngang chặt đứt. A à, đó là cái gì? Một ngày rưỡi về sau, mọi người xa xa thấy được một tòa cao vút trong mây núi cao ảnh tử, Giang Giật cùng Kha Lộng Ảnh đôi mắt phát sáng lên. Cái này tầng thứ tư đều là xâm lâm, chưa bao giờ xuất hiện quá cao sơn. Nơi xa tòa kia núi cao rõ ràng có trăm vạn trượng chi cao, đây tuyệt đối là tầng thứ năm cửa vào không thể nghi ngờ cửa vào hẳn là ở trên núi. Mặc dù Giang Giật không có nói cho Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ vẫn là vô cùng khẳng định khẳng định nói. Cuồng hổ bọn người tinh thần đại chấn, vội vàng tăng nhanh tốc độ công kích, một đường hướng tòa kiên núi cao mở đường mà đi. Sau mười mấy canh giờ, mọi người phát hiện phía trước không có cây, xuất hiện một mảnh thảo nguyên, mà lại phía trước còn có thể nhìn thấy một tòa hồ lớn, tòa kia đâm thẳng trời cao núi cao ngay tại bên hồ. Đi, cuồng hổ bọn người đại hỉ, theo trong rừng rậm nổ bắn ra mà ra, thẳng đến tòa kia núi cao. Kha lộng ảnh không nhúc nhích, bởi vì giang giật không nhúc nhích, hạ vũ tại lúc này cũng ngừng lại, lông mày có chút nhíu lên. Cuồng hồ bọn hắn đều chú ý tòa kia núi cao, sở dĩ cũng không có phát hiện núi cao dưới chân hồ lớn bên cạnh có hai cái chấm đen, kia là hai người. Cái này tầng thứ tư không có người ngoài, chỉ có thể là Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế. Đã hai người tìm được cửa vào nhưng không có tiến vào, chỉ có một lời giải thích, ngọn núi này hai người không thể đi lên chương 1963, tốt vết sẹo quên đau. Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế đã sớm tới, hai người vận khí rất không tệ, truyền tống vào đến sau rời đi tòa này núi cao cũng không xa. Hai người tùy ý chọn một cái phương hướng, thế mà hao tốn một ngày thời gian đã tìm được ngọn núi này. Tòa này núi cao ba mặt dốc đứng như hương, chỉ có một mặt có thể lên sơn, ở giữa còn có một đầu đường núi núi thẳng đỉnh núi, rất rõ ràng đầu này đường núi là thông hướng tầng thứ 5 cửa vào. Nhưng mà, hai người tại hoa này phí hết vô số thời gian cùng kinh lịch nhiều lần còn suýt nữa chết đi liền là không có cách nào đi lên sở dĩ hai người chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở chỗ này chờ đợi hạ vũ đám người đến mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp lên núi cuồng hồ bọn người vốn định lập tức lên núi bất quá tới gần ngọn núi sau vẫn là phát hiện linh phi tiên cùng tiểu nho đế hai người này ngược lại là nhàn nhã ở bên hồ đều xây dựng hai tòa nhà gỗ nhỏ hai người tự xếp bằng ở nhà gỗ phía trước tính tỏa. a à, Cuồng hổ viêm kỳ liếc nhau, hai người nhìn qua kia núi thẳng đỉnh núi tiểu đạo, nhìn qua tiểu đạo hai bên vô số yêu thụ, cũng không có trông thấy cái gì chỗ thần kỳ, trong lúc nhất thời có chút vào thối duy cốc. Hạ vũ cùng giang giật kha lộng ảnh đi tới, giang giật cố ý đi tại đằng sau, hạ vũ cũng không nói ra, đi đến nhà gỗ nhỏ phía trước, đứng ở cuồng hổ viêm kỳ sau lưng, nói rõ để cho hai người ra mặt. Cuồng hổ hướng linh phi tiên vừa chắp tay, hỏi phi tiên tiểu thư, tiểu nho đế, các ngươi vì sao không đi lên đâu? Linh Phi Tiên mở to mắt, yên lặng lại cười nói, đã cùng đi thiên đình, vậy liền cùng nhau lên núi tốt. Đương nhiên, hổ thiếu nếu không muốn cùng Phi Tiên cùng đi, có thể chính mình lên trước. Cuồng hổ cùng viêm kỳ liếc nhau, lại lặng yên nhìn hạ vũ một chút, bất quá hạ vũ cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cuồng hổ nghĩ nghĩ cùng viêm kỳ hai người chậm rãi hướng trên núi đi đến, những người còn lại đều không nhúc nhích, lặng lặng nhìn xem hai người lên núi. Khoảng cách ngọn núi càng gần, hai người tốc độ càng chậm, một mực chú ý cẩn thận nhìn qua đại sơn, nhìn qua đường nhỏ, nhìn qua hai bên yêu thuật. Ngàn trượng, năm trăm trượng, trăm trượng, trên núi yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị động, cuồng hổ cùng viêm kỳ đột nhiên ra tốc hướng trên đường nhỏ bão táp mà đi. Suy suy, ngay tại hai người tiến vào tiểu đạo một khắc này, hai bên yêu thụ động, đầy trời cành nổ bắn ra mà đến, kia bay vụt ra lá cây tựa như mấy vạn con ong mật bắn ra độc châm, thoáng cái đem hai người bao phủ đi vào. Uống, Cuồng hổ viêm kỳ riêng phần mình đánh ra đại thủ trưởng đem lá cây đánh bay, bất quá hai người còn chưa tới cùng phóng thích cường đại công kích, lập tức hoảng sợ lui nhanh, còn một bên giống to, mau giúp ta bọn họ. Cái này, hoa phi tất dương kha lộng ảnh khuôn mặt giật mình, trên thân quang mang lấp lánh liền muốn xuất thủ, bởi vì trên núi rất nhiều thụ yêu đều sống lại, vậy mà đều có thể di động, giờ phút này có mười mấy khỏa thụ yêu toàn bộ trên mặt đất di chuyển nhanh chóng truy sát cuồng hổ cùng viêm kỳ. Không cần động thủ, bọn hắn không ra được sự tình. Giang giật không nhúc nhích, hạ vũ cũng không nhúc nhích, còn khoát tay áo lên tiếng ngăn cản, hoa phi cùng tất dương phi thường tín nhiệm nàng, quả thực là không có động thủ, kha lộng ảnh nhìn thoáng qua giang giật cũng không nhúc nhích. Quả nhiên, tại cuồng hồ cùng viêm kỳ rời khỏi núi nhỏ về sau, những cái kia di động đại thụ toàn bộ ngừng truy sát, nhanh chóng quy vị, trên mặt đất thế mà không có bất kỳ cái gì vết tích, tựa như những cái kia thụ yêu đều tại bóng dương di động. Hô hô, cuồng hồ cùng viêm kỳ xác định thụ yêu không có truy sát về sau hai người từng ngụm từng ngụm hấp khí. Không thể di động thụ yêu mặc dù kinh khủng, nhưng đó là bia sống. Có thể di động thụ yêu cái kia chính là từng cái ngụy đế cấp cường giả, bằng vào hai người làm sao có thể đối phó được. Hạ vũ lông mày nhăn, giang giật cũng híp mắt lại. Hai người tại thời khắc này đều hiểu, vì sao Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế không có lên núi, bằng vào hai người về mặt chiến lược đi chỉ có thể chịu chết. Linh Phi Tiên đứng lên, cúi người hành lễ nói, chư vị, các người cũng nhìn thấy, cửa vào này mặc dù ngay tại đỉnh núi, nhưng bằng cho chúng ta một hai người là tuyệt đối không cách nào đi lên. Sở dĩ hy vọng đại gia liên hợp lại, hợp ngư hợp sức cùng nhau lên núi, còn như đi tầng thứ năm cướp đoạt thiên châu, chúng ta lại đều bằng bản sự tranh đoạt đi. Liên hợp lại cũng vô dụng, tất dương tâm có sợ hãi nhìn qua trên núi đếm không hết thụ yêu thở dài, đã những này thụ yêu có thể động, vậy liền nhưng so sánh mấy vạn tên ngụy đế cấp võ giả, chúng ta như lên núi chỉ có một con đường chết. Cuồng hổ cùng viêm kỳ khuôn mặt ngưng trọng, hai người nghĩ một lát ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ không nói gì, trầm tư một lát cười khổ nói ra, mọi người nhìn ta cũng vô dụng, muốn lên sơn, chỉ có thể huyết chiến, từng bước thanh lý thụ yêu. Những này thụ yêu sẽ không rời đi ngọn núi, chúng ta có thể tiếp nhận áp lực chỉ có mười mấy quả thụ yêu, không ngừng thanh lý sớm muộn có thể toàn bộ phá hủy. Linh Phi Tiên nhẹ gật đầu, kỳ thật Hạ Vũ nói tới biện pháp nàng đã sớm nghĩ đến. Sở dĩ phía trước không động thủ, liền là không nghĩ nàng bọn họ tân tân khổ khổ thanh lý đến một nửa, hạ vô các nàng chạy tới đến ngư ông thủ lợi, muốn xuất lực mọi người cùng nhau ra nha. Cũng chỉ có thể dạng này, cuồng hổ bọn người nghĩ nghĩ, thụ yêu không thể rời đi ngọn núi, vậy các nàng liền có thể cự ly xa từng điểm từng điểm mài chết những này thụ yêu, chỉ bất quá tốn hao thời gian lâu dài một chút thôi. Tiểu nho đế nhìn kha lộng ảnh một chút, ôn hòa cười nói, chư vị đi đường vất vả, nghỉ ngơi trước một phen đi, cũng không vội ở giờ khắc này. Tốt, cuồng hổ bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác mệt mỏi, liên tục phấn chiến rất nhiều thiên đều không có nghỉ ngơi thật tốt, nơi này có núi có nước lại an toàn, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Mọi người quyết định nghỉ ngơi tiểu nửa ngày, cuồng hổ đi đến bên hồ uống một chút thanh thủy, phát hiện trong hồ loài cá rất nhiều, nghĩ nghĩ đứng dậy hướng giang giật ngoắc nói, một hà ngư tới, đi trong hồ bắt ta ngư nướng, cho các vị tiểu thư bổ sung một chút dinh dưỡng, chúng ta cũng thật lâu chưa có ăn, chú ý khác đừng nướng khét. Cuồng Hồ cũng không biết rõ Giang Giật thân phận, Hạ Vũ cùng Giang Giật nói chuyện riêng thanh âm cũng rất nhỏ. Hắn cảm thấy Giang Giật thực lực yếu nhất, một đường theo ở phía sau ngồi mắt ăn bát vàng, giờ phút này tự nhiên để hắn đi làm những này tạp vụ. Cuồng Hồ nghĩ xung xoe lại làm cho Giang Giật đi làm khổ lực Giang Giật khó chịu, cười lạnh nói: dựa vào cái gì a à, ngươi muốn ăn ngư sẽ không chính mình bắt chính mình nướng ta cũng không phải nhà ngươi hạ nhân, ngươi muốn tìm cái chết. Cuồng Hồ giận tím mặt, trong tay quang mang lấp lánh trên thân sát khí nghiêm nghị. Giang giật cười cười không nói chuyện, bên kia Linh Phi Tiên lại cười hòa giải, cuồng hồ công tử, một chút chuyện nhỏ, làm gì tức giận. Hạ vũ tại lúc này thế mà cũng nói, hồ công tử, người có tay có chân, chính mình sẽ không đi bắt. Đúng rồi, Kha lộng ảnh càng khó chịu, dám khi dễ giang giật nàng không có động thủ coi là tốt, cười lạnh nói tiếp, cuồng hồ công tử là làm ra đã quen, coi là nơi này là cuồng đế thành đâu, chẳng lẽ lại chúng ta đều là người hạ nhân. Ách, tam nữ mới mở miệng, viêm kỳ tiểu nho đế bọn người cảm giác không đúng. Mộc Hà Ngư hoàn khố chi danh đại gia tộc ai không biết mà lại Mộc Hà Ngư thân phận gì cảnh giới gì đáng giá ba vị đỉnh cấp tiểu thư đồng thời vì hắn ra mặt. Linh Phi Tiên cũng cảm giác không thích hợp, hạ vô cùng kha lộng ảnh lại ngầm cười khổ, hai người biểu hiện được quá mức, sợ là tất cả mọi người hội hoài nghi giang giật thân phận. Giang giật ngược lại là không quan trọng, coi như thân phận bại lộ lại như thế nào. Hắn hỏa chi nguyên cùng băng chi nguyên nhẹ nhõm có thể chấn áp toàn trường, sở dĩ hắn nhún vai nói, hổ thiếu ngươi liền làm sao xung xoe cũng không biết khó trách một cái tiểu thư đều không cua được loại sự tình này muốn tự thân làm thân là mới có thành ý nhanh đi trong hồ bắt ta ngư chế chúc ta dạy cho ngươi làm sao nướng ngươi đến cùng là ai cuồng hổ nhìn qua giang giật cảm giác là như vậy lạ lẫm mộc hà ngư tuyệt đối không dám cùng hắn nói như thế mà lại cảm giác khí chất cũng đại biến dạng bên kia linh phi tiên cùng tiểu nho đế viêm kỳ bọn người đồng dạng nhìn chằm chằm giang giật tựa hồ muốn nhìn phá hắn ngụy trang phát hiện diện mục thật của hắn. Ông, đã tất cả mọi người hoài nghi, Giang giật cũng không muốn giấu đầu lộ đuôi, dứt khoát biến trở về bộ dáng lúc trước, chế nhạo nhìn qua cuồng hổ nói, cuồng hổ a, à, ngươi là tốt vết sẹo quên đau, nhanh như vậy tự quên ta. Giang giật, toàn trường ngoại trừ hạ vũ cùng kha lộng ảnh bên ngoài, toàn bộ như lâm đại địch. chương 1964, Liên Hợp Trấn Áp. Giang giật người này tại thiên hồng giới tiêu thụ nhất tranh luận, rất nhiều người nói hắn phát rồ là 10 phần đại ma đầu, là ma tinh. Rất nhiều người nói hắn là thiên đế truyền nhân, là tương lai đế tinh, có thể cứu vớt cùng thủ hộ nhân tộc mệnh chủ. Không thể phủ nhận một điểm, Giang Giật là cái nhân vật, chiến lược biêu hán, hung danh hách hách, trong mắt thế nhân hắn đã nhưng so sánh cuồng đế viêm đế. Nguyên bản linh phi tiên cuồng hổ bọn người coi là Giang Giật lần này sẽ không tới, bởi vì hắn tại địa giới mang đi rất nhiều người, cần an trí những người kia, mà lại hắn làm sao lại như vậy trùng hợp biết được thiên đình bị thanh đế phát hiện xuất thế, lại không nghĩ rằng Giang Giật vẫn là tới, còn cùng các nàng cùng đi, thậm chí trên đường cùng bọn hắn tham gia rất nhiều lần yến hội, cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ. Nhớ tới một hà ngư kia thủ khúc, cuồng hổ bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn sớm nên nghĩ đến, một hà ngư là cái gì hắn làm sao có thể có được cao thâm như vậy âm luật tạo nghệ, làm sao có thể có được thâm hậu như vậy nồng đậm tình cảm. Cuồng hổ cùng viêm kỳ lướt nhau, khóe miệng có chút đắng chát chát. Giang giật đã xuất hiện, như vậy thiên đình tự đối với bọn họ phân, thậm chí hạ vũ cùng linh phi tiên đều có thể không có hy vọng dù sao giang giật năm đó thế nhưng là cùng thanh đế một trận chiến còn sống mãnh nhân ngươi là giang giật linh phi tiên đôi mắt có chút nheo lại trên mặt hơi có chút tức giận nguyên bản nàng cho là mình đem mộc hà ngư đùa bỡn tại lòng bàn tay lại phát hiện cái này mộc hà ngư là giả giang giật trái lại đem nàng đùa bỡn xoay quanh đồng thời còn không công chiếm nàng không ít tiện nghi phi tiên tiểu thư tốt giang giật ý vị thâm trường cười một tiếng nhíu mày nói, phi tiên tiểu thư trà thế nhưng là uống ngon rất, hy vọng còn có thể có cơ hội cùng tiểu thư cộng ẩm. Có cơ hội, linh phi tiên cắn giang nghiến lợi trả lời, không có dám động thủ. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, nàng chút thực lực ấy như đối giang giật chủ động xuất thủ, rất có thể là tự tìm đường chết. Tiểu nho đế một mặt nụ cười ấm áp, cũng không có quá nhiều dị dạng thần sắc, ngược lại chắp tay nói, khó trách các hạ đối với âm luật tạo nghệ sâu như thế, lại là danh mãn thiên hạ giang công tử, thất kính. Tiểu nho đế khách khí, Giang giật rất lễ phép đáp lễ. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn qua cuồng hổ nói, cuồng hổ, để ngươi xuống hồ bắt mấy con cá rất khó khăn, sao có muốn hay không ta tiến ngươi một đoạn đường. Ngươi, cuồng hổ nội tâm giận không thể nhỉ, Giang giật đây là nói rõ muốn khi dễ hắn a, à, hắn lại giận mà không dám nói gì. Ánh mắt của hắn hướng viêm kỳ tất dương hoa phi quét tới, phát hiện mấy người kia đều trầm mặc không nói, lại hướng Hạ Vũ nhìn một cái. Hạ Vũ nhưng căn bản không có giúp hắn ý tứ, sắc mặt thoáng cái đỏ lên ba, Giang giật đếm một vài, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh, khí thế cũng chậm rãi dâng lên, toàn trường bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm, Giang giật rất nhanh lần nữa quát khẽ nói, hai, tốt, 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 cuồng hổ giận quá mà cười, thân thể nổi giận hướng trong hồ phóng đi, rất nhanh bắt được mười mấy đầu cá lớn đi lên, hắn thiên lực chấn động đem trên người hơi nước sấy khô, Giang giật lúc này mới mỉm cười nói ra, lúc này mới nghe lời nha, viêm kỳ, hoa phi, tất dương, các người cùng đi đem ngư nướng, vất vả chư vị viêm kỳ tất dương hoa phi ba người liếc nhau cười khổ phân biệt đi nhóm lửa cá nướng giang giật rõ ràng không muốn động thủ giết người các nàng làm sao có thể không biết tốt xấu như chọc giận giang giật không nói bị giết bị hành hạ kia là khẳng định không thiếu được cùng hắn mất hết thể diện không như nghe nói chung thực ta thức thời là tuấn kiệt nha lộng ảnh tới giang giật hướng kha lộng ảnh vẫy vẫy tay cái sau như một cái theo người tiểu điều chạy như bay đến bị giang giật ôm vào trong ngực Giang giật ánh mắt chuyển hướng Linh Phi Tiên hạ vô tiểu nho đế, khẽ mỉm cười nói, chư vị đều lại đây ngồi đi, chế chút mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, chúng ta cùng nhau lên núi, còn như đi tầng thứ năm ai có thể đạt được thiên châu, tựu đều bằng bản sự như thế nào. Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế liếc nhau, đôi mắt trở nên ảm đạm. Giang giật đã xuất hiện, cái này thiên đình các nàng còn có phân sao. Bất quá Giang giật đã nói như vậy, kia đại biểu muốn tiến hành quân tử chi tranh, cũng sẽ không âm thầm hố các nàng, cũng sẽ không vô cớ công kích các nàng, điểm này để Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế ngược lại là thật bất ngờ. Linh Phi Tiên nghĩ nghĩ, có chút trần chờ nói ra, giang giật, người ta phân thuộc phe phái khác nhau, người làm sao không tiên hạ thủ vi cường trả cho chúng ta công bằng tranh chấp cơ hội. Đó là các ngươi cho rằng, giang giật nhàn nhạt, nhạt nói ra, trong mắt của ta tất cả mọi người là nhân tộc, đều là một phe cánh. Chỉ cần các ngươi không nhầm vào ta, không cùng ta là địch, ta người này luôn luôn rất giảng đạo lý. Đương nhiên, nếu các ngươi trong lòng còn có may mắn, muốn lừa ta, ta cũng chưa từng là người tốt lành gì, hiểu không? Hạ Vũ khẽ vuốt cằm, hiển nhiên rất tán đồng Giang Giật xử sự, sự làm người phương thức, Kha Lộng Ảnh nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười, Giang Giật tính tình luôn luôn như thế, đây cũng là Kha Lộng Ảnh thích Giang Giật địa phương một trong. Bên kia đã trải qua rồi nhóm lửa, đáng tiếc một đám đỉnh cấp công tử nhà giàu tiểu thư, cho tới bây giờ liền không có làm qua những việc này, thủ hoàng cước loạn căn bản không hiểu làm sao làm. Giang Giật cùng Kha Lộng Ảnh đối mặt cười khổ, hai người đi qua đem cuồng hổ viêm kỳ bọn người đuổi đi, Giang giật tự mình động thủ, Kha lộng ảnh phụ trợ. Giang giật xuất sinh hàn môn, những chuyện này làm thuần thục rất, Kha lộng ảnh như một cái khôn khéo tiểu tức phụ cho Giang giật giúp đỡ, kia ngọt ngào kiều mị dáng vẻ thấy cuồng hổ viêm kỳ bọn người lòng đố kỵ mọc thành bụi, cũng thấy hạ vũ cùng linh phi tiên hoa phi nội tâm đủ loại cảm giác. Mấy nén hương về sau, bên kia truyền đến trận trận mùi cá, Giang giật vẫy vẫy tay nói, đến, chưa vị nếm thử Giang mỗ tay của người nghệ, không có gia vị hương vị có thể sẽ kém hơn một chút, trừ vị thông cảm nhiều hơn đi. Hạ vô tự nhiên hào phóng đi tới, Linh Phi tiên tiểu nho đế nghĩ nghĩ cũng đi tới, tiếp nhận Giang giật đưa tới cá nướng. Cuồng hổ bọn người lại không động, Giang giật cũng không đi quản các nàng, cùng kha lộng ảnh say sưa ngon lành thưởng thức lao động thành quả. Không tệ, có lẽ là rất nhiều ngày không có vào đồ ăn nóng, hạ vô ăn khen không dứt miệng, tiểu nho đế cũng không tiếc lời tán dương. Linh Phi Tiên cắn người miệng mềm cũng không tốt mặt đen lên, bên này bầu không khí dần dần hòa hoãn. Trái lại cuồng hổ các nàng thì rất là xấu hổ, đứng ngồi không yên, nhìn xem mọi người ăn đến say sưa ngon lành các nàng lại có chút thèm ăn, lại không bỏ xuống được thận trọng mặt mũi đi qua. Ăn uống no đủ, giang giật mang theo kha lộng ảnh vây quanh hồ nhỏ tàn bộ, hạ vũ xếp bằng ở bên hồ một tảng đá lớn bên trên nghỉ ngơi. Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế đứng tại bên hồ nhỏ giọng nghị luận, cuồng hổ viêm kỳ bọn người thì tập hợp một chỗ câu được câu không nói chuyện tào lao. Ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng quét về phía giang giật cùng kha lộng ảnh, nhìn xem hai người tình trạng ý thiếp nắm tay tại bên hồ dạo bước, cuồng hổ trong mắt lòng đố kỵ càng đậm. Rất trí cuồng hổ đều có chút phát điên, mấy lần muốn rời đi nơi này, không đi tranh đoạt thiên đình. Giang giật cùng kha lộng ảnh đi tới hồ phía bên kia, bộ dáng đều thấy có chút mơ hồ, Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế thương nghị cũng ngừng lại, Linh Phi Tiên ánh mắt nhìn về phía trong mắt đều là âm độc cuồng hồ, nhẹ giọng mở miệng, chư vị, Giang giật tới, chúng ta giống như chỉ bằng vào người là không cách nào đoạt được thiên đình. Chúng ta chỉ có một cái cơ hội, cái kia chính là toàn bộ liên hợp lại cộng đồng đối phó Giang giật. Chúng ta trước đồng tâm hiệp lực đem Giang giật xử lý hoặc là trấn áp mới có cơ hội, chư vị nghĩ như thế nào. Cuồng hổ cùng viêm kỳ bọn người liếc nhau, không có chút gì do dự gật đầu nói, phi tiên tiểu thư nói cực phải, chúng ta đồng ý. Tất xương cùng hoa phi nhẹ gật đầu, mọi người cuối cùng đưa ánh mắt về phía xếp bằng ở trên tảng đá lớn hạ vũ. Hạ vũ mở to mắt nhưng không có lên tiếng, hướng xa xa giang giật nhìn thoáng qua, nói ra, liên hợp trấn áp có thể, bất quá. Không thể quá phận, tất cả mọi người là nhân tộc đồng bào, tranh đoạt thiên đình khai chiến tình có thể hiểu. Minh tộc tiếp cận, nhân tộc mỗi một cái cường giả đều là một phần lực lượng, ta không hy vọng các người âm thầm lừa giết giang giật. Linh phi tiên đôi mắt lấp lóe, rất nhanh lên một chút đầu nói, được, vậy cứ thế quyết định. Trước tề lực lên núi, tìm cơ hội chúng ta liên thủ trấn áp giang giật mươi 1965, đi ăn chùa. Giang giật, người tựu không sợ các nàng liên hợp lại đối phó ngươi. Hồ lớn bên kia giang giật cùng Kha Lộng Ảnh dắt tay dạo bước, Kha Lộng Ảnh nhìn qua Linh Phi Tiên các nàng có chút thân ảnh mơ hồ, có chút lo lắng nói. Giang giật đưa mắt trông về phía xa, mỉm cười nói, trên thực tế, ta mang ngươi tới tản bộ, chính là cho các nàng liên hợp cơ hội, ta muốn thấy xem một người. Ai, Kha Lộng Ảnh nhướng mày, sau đó lập tức kịp phản ứng nói ra, hạ vũ. Đúng, Giang giật gật đầu nói, người này nhìn hoàn toàn không có vấn đề, ngược lại phi thường hoàn mỹ, lòng dạ rộng lớn, giống như ngươi là cái nhân từ đại ái, làm rõ sai trái kỷ nữ. Nàng còn thiên phú dị bẩm, thiên tư kinh người, bất quá. Ta còn là nghĩ thăm dò thoáng cái nàng, thiên đình người người đều muốn lấy được, hạ vũ chắc chắn sẽ không từ bỏ, tại như thế cử bảo dụ hoặc phía dưới, giống như nàng còn có thể bảo trì bản tâm, không lộ ra nửa điểm sơ hở, kia người này nên hoàn toàn không có vấn đề. Trái lại, người này tiểu phi thường đáng sợ, ngay cả ta đều có thể giấu giếm được đi người, người có thể ngẫm lại đáng sợ đến cỡ nào. Giống như hạ vũ thật muốn đối phó ngươi, người có nắm chắc không kha lộng ảnh vẫn còn có chút lo lắng nói. Giang giật gật đầu nói, theo lý thuyết thiên đình tầng thứ 5, kia là chiến trường tốt nhất, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạn chế. Giống như có thể toàn lực xuất thủ, không nói trăm phần trăm có thể cầm xuống thiên châu, chỉ ít ta có thể tự vệ. Vậy là được, kha lộng ảnh nhẹ gật đầu, Giang Giật đã quyết định được chủ ý nàng cũng không tốt nói cái gì Dù sao nàng cái mạng này là nhặt về Coi như cùng Giang Giật cùng một chỗ mất đi Nàng cũng không có gì tiếc nuối Hạ vũ cùng Linh Phi Tiên các nàng giống như muốn liên hợp Giang Giật cũng không quản được Hai người vây quanh hồ dạo qua một vòng Bên kia đã thương nghị hoàn tất Giang Giật gặp Đại gia nghỉ ngơi đều không khác mấy Khoát tay trận lại nói có thể động thủ Tốt, hạ vũ việc nhân đức không nhường ai hướng Đại Sơn đi đến Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho đế cũng đứng dậy giang giật hướng cuồng hổ các nàng nhìn lướt qua nói các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đi phá hủy yêu thụ a à? cuồng hổ chừng mắt ngược giang giật một cái nói ngươi tại sao không đi a à? sát chiêu của ta tương đối kinh khủng giang giật nhún vai một cái nói sát chiêu của ta vừa ra sợ liên quan đem ngươi cũng cho giết chết lộng ảnh ngươi thay ta ra tay đi tốt kha lộng ảnh phi thân mà đi cuồng hổ bọn người chỉ có thể nội tâm thầm mắng hướng đại sơn bên kia chạy đi mọi người thương nghị một trận bắt đầu chia công cuồng hổ viêm kỳ tiểu nho đế tất xương đè vào phía trước kha lộng ảnh hoa phi phụ trợ bọn hắn linh phi tiên cùng hạ vũ vận dụng sát chiêu phá hủy đại thụ thụ yêu mặc dù có thể động nhưng không thể rời đi ngọn núi sở dĩ mặc dù nhìn rất nguy hiểm nhiều người như vậy phối hợp lại cũng rất nhẹ nhóm. tiểu nho đế cuồng hổ viêm kỳ tất xương bốn người đi dẫn dắt yêu thụ trời yêu thụ khẽ động kha lộng ảnh hoa phi công kích áp chế yêu thụ để tiểu nho đế bọn hắn bình an rút lui cuối cùng hạ vũ cùng linh phi tiên động thủ trọng thương đại thụ Dầm dầm dầm, đạo đạo lưu quang bay đi, bị dẫn dắt hơn 10 khỏa thụ yêu cảnh liên tiếp bị tạc nứt, 78 khỏa thụ yêu bị đả thương nặng. Hạ Vũ động thủ bắn ra một cái kinh khủng kiếm quang đem một cây đại thụ sống sờ sờ chặt đứt, Linh Phi Tiên cũng đánh ra một cái tứ sắc lưu quang đem một cây đại thụ đánh cho nhão nhuyệt. Dung hợp bốn loại bản nguyên áo nghĩa, Giang Giật ở phía sau thấy âm thầm gật đầu, bốn loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp uy lực rất dọa người, phải biết đao lãnh cũng là mới dung hợp ba loại bất quá linh phi tiên thiên lực cảnh giới còn chưa đủ thực lực phải cùng đao lãnh không sai biệt lắm chiến mấy vòng về sau mọi người càng hữu tâm hơn được đi dẫn dắt người biến thành hai cái cuồng hổ cùng tiểu nho đế những người còn lại đều ở phía sau phối hợp cùng công kích dạng này có thể thật to tăng tốc tiến độ giang giật nhìn ra ngoài một hồi nhàn nhã ngồi xếp bằng đi bên hồ trên đá lớn ngồi còn đưa lưng về phía mọi người cuối cùng lại nhập định khinh người quá đáng khinh người quá đáng Cuồng hổ nhìn mấy lần âm thầm mắng to, linh phi tiên cùng tiểu nho đế cũng có chút thần sắc mất tự nhiên, đại gia tân tân khổ khổ tại cái này phấn chiến, giang giật lại một người nhàn nhã tu luyện, như thế ra mặt dày các nàng xem như lĩnh giáo. Hết lần này tới lần khác còn không người dám nói cái gì, cũng không dám quá phận đắc tội giang giật, vạn nhất giang giật tại chỗ bão nổi, ai có thể chịu nổi hắn kinh khủng chiến lực. Kỳ thật, mọi người đối với giang giật chiến lực đều cũng không phải là rất rõ ràng, chủ yếu là giang giật danh khí quá lớn, tăng thêm cuồng hổ bọn hắn lần trước toàn bộ bị bắt. Đằng sau Giang giật cùng thanh đế tại đảng ma quân doanh một trận chiến, mặc dù không ai biết rõ cụ thể chi tiết, nhưng Giang giật có thể nhẹ nhõm rút đi, thanh đế cũng ngậm miệng không nói, cái này đủ để cho rất nhiều người đối Giang giật sinh ra lòng kiêng kỵ chi sắc. Giang giật thủ hạ có một cái yêu tộc đại đế, cái kia yêu tộc đại đế so viêm đế cùng cuồng đế đều mạnh hơn rất nhiều. Giang giật vừa có thể thuần phục như vậy cường đại yêu tộc đại đế, còn tại minh giới ẩn núp lâu như vậy, náo ra lớn như vậy phong ba, trong lòng mọi người giang giật chiến lược tự nhiên đáng sợ. Toàn trường duy nhất không có bất kỳ cái gì dị nghị liền là hạ vũ, giang giật xuất thủ hay không nàng kỳ thật đều có thể lên núi. Giang giật không xuất thủ là vì giấu giếm chiến lực, nàng vẫn không dùng tới tiên linh chi khí, còn không phải đồng dạng ẩn giấu đi chiến lực. Đã không ai dám lên tiếng, mọi người chỉ có thể mặc kệ giang giật, tiếp tục thanh lý thủ yêu. Nhiều cường giả như vậy liên hợp lại, thanh lý tốc độ cũng không tính chậm. Ngọn núi này có trăm vạn trượng cao, Mặc dù chỉ có một mặt có thụ yêu nhưng số lượng cũng rất khổng lồ, ít nhất có hai vạn gốc, muốn toàn bộ hủy đi thụ yêu không có mấy ngày là làm không được. Linh phi tiên các nàng ngược lại là thông minh, mỗi lần thanh lý một ngày hội nghỉ ngơi 10 cái canh giờ, bổ sung thiên lực, khôi phục tinh lực, thời khắc để cho mình bảo trì tại trạng thái mạnh nhất, phòng ngừa giang giật hoàng tước tại hậu. Giang giật một mực ngồi xếp bằng tĩnh tu, tựa hồ hoàn toàn nhập định, căn bản không có phản ứng bất luận kẻ nào, tự liền lúc nghỉ ngơi kha lộng ảnh đi đến bên cạnh hắn đều không có tỉnh táo lại. Ba ngày sau đó, thủ yêu đã bị dọn dẹp một nửa, bởi vì mỗi lần dẫn dắt thời gian muốn thật lâu, thanh lý càng thêm tốn sức, cũng càng thêm nguy hiểm, thanh lý tốc độ trở nên chậm. Tại mọi người dọn dẹp một ngày xuống tới lúc nghỉ ngơi, Giang giật tại lúc này đột nhiên mở to mắt, nhìn lướt qua tan hoang sơ sắc núi cao, hắn mỉm cười mở miệng nói, chư vị vất vả, lại thanh lý ba ngày, ta tới ra tay mang chư vị lên núi, miễn cho chư vị nói ta đi ăn chùa. Tốt, Linh Phi Tiên đôi mắt sáng lên gật đầu đáp ứng, lại thanh lý ba ngày nhiều nhất thanh lý còn lại một nửa, ít nhất sẽ còn còn lại mấy ngàn khỏa yêu thụ. Giang giật đã thả ra hào môn một người mang theo đại gia lên núi, vậy thì thật là tốt cực kỳ. Đến lúc đó có thể nhìn xem Giang giật chân thực chiến lực, cũng có thể tiêu hao Giang giật chiến lực, trở lên tầng thứ năm cơ hội của các nàng liền có thể lớn mấy phần. Giang giật sau khi nói xong, lập tức nhắm mắt tu luyện, không để ý tới mọi người. Linh Phi Tiên bọn người nghỉ ngơi sau mười mấy canh giờ tiếp tục mở chiến, trong mọi người tâm lần này dễ chịu rất nhiều, chỉ ít giang giật không phải đi ăn chùa, vẫn là tại tối hậu quan đầu xuất thủ, các nàng ngược lại chiếm tiện nghi. Ba ngày sau đó, quả nhiên cùng Linh Phi Tiên dự tính không sai biệt lắm, đằng sau thanh lý càng ngày càng khó. Ba ngày thời gian chỉ là dọn dẹp mấy ngàn khỏa yêu thụ, phía trên còn thừa lại hai ba ngàn khỏa yêu thụ, tất cả mọi người lui ra tới, muốn nhìn một chút giang giật một người làm sao độc lập thanh lý sau cùng yêu thụ. Giang giật đúng giờ xuất quan, thân thể bay đi, thẳng đến núi cao, hắn quát khẽ toàn bộ đi theo ta đằng sau, ta mang các người đi đỉnh núi. Chú ý đều theo sát, vào không được tầng thứ năm cũng đừng trách ta. mươi 1966 thế không thể đỡ. Mọi người đang chuẩn bị hạ sơn nghỉ ngơi, Giang giật lại tại giờ phút này liền muốn lên sơn, mọi người âm thầm kêu khổ, vốn định kiểm Giang giật tiện nghi, lại không nghĩ rằng bị hắn chiếm tiện nghi. Bất quá mọi người ngẫm lại, vừa vặn các nàng có thể đổ thừa không xuất thủ, tự xem Giang giật một người độc chiến bảy yêu. Bọn hắn có thể theo ở phía sau nghỉ ngơi thật tốt, chờ Giang giật phá cái này mấy ngàn khỏa yêu thụ chặn đường lên núi đỉnh, hắn chịu định nguyên khí đại thương A. Giang giật ta giúp ngươi đi, Kha lộng ảnh lên tiếng nói một câu, Giang giật lại lắc đầu nói, các ngươi đi theo đằng sau ta là được, không cần xuất thủ, theo sát. Kha lộng ảnh không tốt nói thêm nữa theo sát Giang giật về sau, những người còn lại tự nhiên không chịu rơi xuống, toàn bộ đi theo giang giật hướng phía trước lao nhanh. Tòa này trăm vạn trượng cao sơn phong, có hơn phân nửa địa phương đã không có thụ yêu, rất nhiều nơi đều là bị hủy diệt thụ yêu tàn nhánh, chỉ có dưới đỉnh núi một đoạn ngọn núi còn có thụ yêu chăm chú vây quanh. Giang giật một đường cuồng bạo sông lên, tới gần phía trên thụ yêu quần cũng không có dừng bước lại, ngược lại thân thể quang mang sáng lên, tốc độ đột nhiên tiêu thăng gấp 10, như một cái mãnh thú xông vào yêu thụ bên trong. Ách, ngoại trừ kha lộng ảnh bên ngoài toàn trường động dung, bởi vì Giang Giật Tại vừa rồi biểu hiện ra phong đế cấp tốc độ, mà lại trên người hắn khí tức cũng đã tới phong đế cấp. Giờ phút này thân hình lấp lóe nhẹ nhõm tránh đi nhánh cây chặn đường, một quyền hung hăng nện ở một cây đại thụ trên cành cây, thế mà một quyền liền đem đại thụ xuyên thùng, hắn chân sau quét qua, đại thụ lưng mỏi bẻ gãy hướng nơi xa đập bay mà đi. Cái này sao có thể, cuồng hổ bọn người trợn mắt hốc mồm, giang giật cái này biểu lộ ra tốc độ cùng lực lượng rõ ràng liền là phong đế cấp cường giả, vấn đề ở chỗ phong đế cấp không phải không cách nào đi vào sau kia Giang giật lại thế nào vào đây? Chẳng lẽ, Giang giật là thiên đế truyền nhân, sở dĩ cái này thiên đình cấm chế đối với hắn không có trói buộc, chẳng lẽ thiên đình vốn là thuộc về Giang giật? Cuồng hổ cùng viêm kỳ liếc nhau, đôi mắt ảm đạm xuống tới, rằng co, phí hết tâm tư lại ý nghĩa gì thiên đình đã chỉ thuộc về Giang giật, bọn hắn vào đây làm cái gì? Không phải phong đế cấp, Linh Phi Tiên đột nhiên thấp giọng nói một tiếng, hạ vũ cũng khẽ vuốt cầm, hai người đều cảm nhận được một tia khác biệt. Giang giật khí tức trên thân mặc dù cường đại, nhìn cùng phong đế cấp không sai biệt lắm, kỳ thật tinh tế đi cảm ứng, vẫn còn có chút một chút khác biệt. Chẳng lẽ Giang giật cũng là tiên linh chi thể hắn vận dụng tiên linh chi khí, sở dĩ trong thời gian ngắn nâng lên phong đế cấp chiến lực. Vấn đề này vần quanh tại cuồng hổ bọn người trong đầu, bất quá giờ phút này không có thời gian có thể nghĩ, Giang giật như như cuồng phong vọt vào thụ yêu trong đám, tả đột hữu thiểm mấy hơi thời gian tự hủy đi mấy cây đại thụ, đã mở ra một con đường xem tình huống hắn là chuẩn bị mạnh mẽ xông tới mọi người như còn không đuổi theo chẳng mấy chốc sẽ theo không kịp hưu kha lộng ảnh đã sớm thiếp thân đi theo giang giật một đường đột tiến hạ vũ cũng nhanh chóng đuổi theo những người còn lại tỉnh ngộ lại vội vàng theo thật sát giang giật lên núi đỉnh bên trên đột tiến giang giật tại phía trước nhất tất cả thụ yêu đều là bị hắn khiên động thụ yêu không có linh trí tự nhiên khóa chặt hắn công kích đi theo phía sau mọi người ngược lại là không có nguy hiểm Giang giật quá mạnh, tốc độ quá nhanh, cũng như trước đoạn thời gian Kha Lộng Ảnh muốn giúp đỡ, lại phát hiện căn bản là không có cách nhúng tay, giờ phút này cũng giống như thế. Kha Lộng Ảnh bọn người muốn ra tay tương trợ, nhưng các nàng còn không có động thủ Giang giật đã đem dựa đi tới thụ yêu kích hủy, các nàng như động thủ, ngược lại sẽ ngộ thương Giang giật. Không lên đỉnh núi, ai cũng vào không được tầng thứ năm. Mọi người đi theo Giang giật một đường đột tiến, đã xâm nhập thụ yêu trong đám đó, giờ phút này như giang giật xảy ra chuyện các nàng cũng sẽ bị thụ yêu quần vây công sở dĩ không ai dám làm loạn suy suy hạ vũ cuối cùng vẫn xuất thủ linh phi tiên cũng bị bách xuất thủ mặc dù mọi người đột tiến tốc độ nhanh nhưng đằng sau vẫn là có thụ yêu đuổi theo bắt đầu công kích các nàng chỉ có thể xuất thủ ngăn cản thụ yêu truy sát uống giang giật thẳng tắp đột tiến thế không thể đỡ chỉ là nửa nén hương thời gian đã đột tiến mấy trăm trượng khoảng cách đỉnh núi chỉ có ngàn trượng khoảng cách mọi người đôi mắt đều phát sáng lên giống như giang giật còn có thể kiên trì thời gian một nén nhang, mọi người liền có thể thành công leo lên đỉnh núi. Giang giật có thể kiên trì sao? Rất rõ ràng không có vấn đề, trong cơ thể hắn huyền hoàng chi lực còn có rất nhiều, dung hợp năng lượng quỷ dị huyền hoàng chi lực dùng tới đại nửa ngày thiên đều không là vấn đề. Một đường đột tiến, mọi người phong chỉ điện giật lên núi đỉnh bên trên chạy như điên, hai bên đếm không hết yêu thuật bị khiên động, bất quá căn bản là không có cách tới gần mọi người. Giang giật lấp lóe chuyển đằng, tốc độ nhanh đến dọa người, mỗi lần công kích đều có một gốc yêu thụ bị phá hủy, yêu thụ không cách nào tới gần, Giang giật mang theo mọi người nhẹ nhõm đâm qua. Một nén nhang về sau, Giang giật mang theo mọi người nổ bắn ra mà lên, bắn lên núi đỉnh phía trên. Trên đỉnh núi quả nhiên có một cái tế đàn, phía trên rất bằng phẳng không có cái gì, tại mọi người bay vụt lên núi đỉnh phía trên về sau, phía dưới yêu thụ toàn bộ đều không truy kích, bốn phía dần dần khôi phục bình tĩnh. Hô hô, Giang giật lên núi đỉnh về sau, từng ngụm từng ngụm hấp khí, thế mà không có lập tức vào tế đàn, mà là mang theo kha lộng ảnh tìm một cái góc nhắm mắt ngồi xếp bằng. Ừ, cuồng hổ bọn người có chút kinh ngạc, lên đỉnh núi giang giật nhưng không có lập tức vào tầng thứ năm đi, chẳng lẽ hắn không sợ Thiên Châu bị người đoạt phải biết Thiên Châu thế nhưng là khống chế thiên đình hạch tâm, giống như bị bọn hắn đạt được giang giật tuyệt đối đi không ra thiên đình. Mặc kệ, cuồng hổ viêm kỳ nghĩ nghĩ cùng Linh Phi Tiên bọn người liếc nhau, toàn bộ hướng tế đàn chạy như điên. Thân thể lóe lên, biến mất tại trong tế đàn hạ vũ không nhúc nhích nàng nhìn giang giật vài lần trầm tư một lát cuối cùng vẫn không có cân nhắc quá nhiều hướng trong tế đàn bay đi thân ảnh biến mất không thấy giang giật làm sao không đi vào kha lộng ảnh biết rõ giang giật không phải mệt mỏi hẳn là cũng không đến suy yếu kỳ có chút cấp bách vấn đạo dù sao thiên châu bị đoạt hai người đều gặp nguy hiểm không vội giang giật trong tay thần thụ diệp quang mang lấp lánh khôi phục thân thể nhếch miệng khẽ mỉm cười nói thiên đình tầng thứ năm thế nhưng là nguy hiểm nhất địa phương Ai đi vào trước ai ăn trước đau khổ, thiên châu cũng không có dễ dàng như vậy cầm, mà lại coi như lấy được cũng mang không đi, nhất định phải tại chỗ luyện hóa. Thiên đế nói với ta, cái này thiên châu muốn luyện hóa cần nửa ngày trở lên, để các nàng đi tranh đoạt thoáng cái lại như thế nào. A à nha, kha lộng ảnh yên tâm lại, an tâm bồi tiếp sang giật nghỉ ngơi hồi phục thể lực cùng tinh lực. Chiến đấu mới vừa rồi kha lộng ảnh cũng tham gia, thiên lực thể lực tinh lực đều hao tổn nghiêm trọng, vừa vặn nghỉ ngơi một chút hai người trên đỉnh núi nghỉ ngơi năm canh giờ, Giang giật lúc này mới đứng dậy nói ra tốt, không sai biệt lắm, có thể tiến vào. Nhớ kỹ, tiến vào sau giống như không gian thần khí có thể động dụng, ta hội trước tiên đem ngươi thu vào đi, ta có thể sẽ vận dụng băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên, sở dĩ ngươi ở bên ngoài còn sẽ có nguy hiểm. Giống như không gian thần khí không dùng đến đâu, Kha lộng ảnh hỏi ngược lại, nghĩ nghĩ nàng cắn răng nói ra, Giang giật. Nếu không ta ngay tại cái này không tiến vào đi, ngươi trở ra liền có thể toàn lực thi triển, cũng không cần bận tâm ta, ta đi vào chỉ làm liên lụy ngươi. Kha lộng ảnh khéo hiểu lòng người để giang giật rất là vui mừng, hắn gật đầu nói, cũng tốt, tin tưởng ta, thiên đình ta tuyệt đối có thể được đến, ngươi tại cái này an tỏa, cũng là đừng đi. Kha lộng ảnh gật đầu, nghĩ nghĩ khuyên nhủ, giang giật, giống như có thể không giết người, tốt nhất đừng giết người, nhân tộc cường giả quá ít quá ít, bên trong hao tổn không dậy nổi. Biết rõ, giang giật tại kha lộng ảnh trên chán hôn lấy thoáng cái, thân thể bay vụt tiến vào trong tế đàn, lóe lên một cái rồi biến mất biến mất không thấy. chương 1967, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tầng thứ 5 không ra giang giật ngoài ý liệu là một ngôi đại điện, một tòa siêu cấp đại, to lớn đến để giang giật linh hồn vì đó rung động đại điện. Đại điện này ít nhất có cao vạn trượng, bên trong trống rỗng chỉ có số không phải cự cây cột lớn, mỗi một cây cây cột đều có rộng 10 trượng, phía trên điêu khắc các loại hoa, chim, cá, sâu cùng hung thú đổ, rất sống động sinh động như thật. Giờ phút này những cái kia hoa, chim, cá, sâu đám hung thú đều tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, tựa như sống tới, tại trên cây cột chậm rãi du tẩu. Đại điện hai bên chiều rộng trăm dặm, có thể mơ hồ nhìn thấy cung bích, trường nhưng lại không biết dài bao nhiêu, dù sao gian giật là thấy không rõ phía trước, cũng không có phát hiện hạ vũ các nàng. Đại điện bên trong an tĩnh đáng sợ, những cái kia hoa, chim, cá, sâu hung thú bên trong im ắng du tẩu, nhàn nhạt quang mang lưu truyền, để cái này đại điện càng lộ vẻ mấy phần quỷ gì cùng đáng sợ. Giang giật không có loạn động, mà là bốn phía quan sát, nhìn ra ngoài một hồi sau hắn còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng, cửu dương thiên đế đối với thiên đình tầng thứ năm đề điểm có ba cái từ nguy hiểm, trí tuệ, ngoài ý muốn. Nguy hiểm có thể đặt ở vị thứ nhất, điều này nói rõ tầng này thật rất nguy hiểm. Mà phá giải nguy hiểm cần không phải vũ lực mà là trí tuệ, còn như ngoài ý muốn giang giật còn không có nghĩ thông suốt, chỉ có thể chậm rãi quan sát. Quan sát một trận, Giang Giật cũng không có bất kỳ phát hiện nào, hắn chỉ có thể nhấc chân hướng phía trước đi đến. Rời một cái nhích người, lập tức xảy ra vấn đề, Giang Giật cảm giác trên bờ vai một tòa đại sơn đè xuống, tầng này trọng lực to đến dọa người. Cái này có 10 vạn lần trọng lực A, Giang Giật con người lấp lóe trong thân thể huyền hoàng chi lực vận dụng kích hoạt khiếu huyệt, nghĩ ngạnh kháng trọng lực. Ai ngờ hắn nhục thân vừa mới trở nên cường đại, một cỗ càng khủng bố hơn trọng lực chân áp mà xuống, để hắn hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dựa dựa, Giang giật vội vàng triệt hồi huyền hoàng chi lực, trọng lực quả nhiên trở nên yếu đi rất nhiều. Hắn đôi mắt nhất chuyển tựu liền thân thể nội tiên lực đều không vận chuyển, trên người trọng lực quả nhiên lại giảm bớt mấy phần. Tầng này quả nhiên không thể dựa vào man lực, cần nhờ đầu óc A. À. Giang giật như có điều suy nghĩ, chậm rãi hướng phía trước đi đến, tinh thần hắn độ cao tập trung, cảm ứng bốn phía sở hữu biến hóa. Mặc dù hạ vũ các nàng đã tiến vào bên trong, cái này bên ngoài không đến mức quá nguy hiểm, nhưng khinh địch dễ dàng nhất chết đi. Một bước, hai bước, mười bước, đột nhiên giang giật trên đỉnh đầu quang mang lấp lánh, một đạo lôi điện theo trên đỉnh trần nhà ầm vang nện xuống, giang giật vội vàng lui nhanh, ai ngờ kia lôi điện thế mà lướt qua một cái đường cong bắn thẳng đến hắn mà đến, hắn căn bản trốn không thoát. Xuy suy, lôi điện bổ vào giang giật trên đầu, hắn toàn thân truyền đến một trận mùi khét, thân thể quỳ dạp xuống đất. Cũng may hắn nhục thân cường đại, tại vừa rồi dùng huyền hoàng chi lực cường đại nhục thân, mà lại lôi điện áo nghĩa nhập môn, đối với lôi điện chống cự lực mạnh phi thường, ngược lại là không có bị rất nghiêm trọng thương thế. Ông, thần thụ diệp xuất hiện, thân thể của hắn thương thế rất nhanh liền khôi phục, tâm hắn có sợ hãi nhìn phía trước một chút, lúc này mới phát hiện nơi này sàn nhà không phải một khối bằng phẳng thạch đầu, mà là chia làm từng cái ngăn chứa. Nguy rồi, giang giật có chút nhức đầu, cái này rõ ràng là một tòa đại trận, rất nhiều ngăn chứa là không thể đạp, nhưng hắn đối với cấm chế trận pháp không hiểu nhiều lắm, làm sao phá giải đại trận mà hạ vũ các nàng đều có nhân tinh thông cấm chế, đoán chừng nhẹ nhõm phá đại trận này đã đi nội điện. Chủ quan, chủ quan, Giang giật phát hiện chính mình phạm vào một cái rất ngu xuẩn sai lầm, vốn cho là để mọi người vào đây trước bị ta tội, đứng vững bên trong quái vật trước mấy đợt công kích. Lại không nghĩ rằng nơi này là cấm chế, hắn tự cho là thông minh ngược lại vô ích làm chế nải năm canh giờ. Đại điện này rất lớn, nhưng năm canh giờ giống như hạ vũ các nàng nhẹ nhõm có thể một đường phá trận, đoán chừng giờ phút này đều tại nội điện bắt đầu luyện hóa thiên châu. Liêu mạng, sang giật đối với cấm chế không hiểu nhiều, cũng không có thời gian đi phá giải, dứt khoát trực tiếp xông vào. Dù sao hắn nhục thân cường đại, có thần thụ diệp, cái này lôi điện giống như chỉ có mạnh như vậy là phách không chết hắn, chỉ là bị ta tội thôi. Hắn đem huyền hoàng chi lực triệt hồi, đứng dậy tiếp tục hướng phía trước bôn tẩu, bất quá tại bước thứ 10 lúc, hắn hướng bên cạnh nhảy ra, không có đi đạp vừa rồi cái kia ngăn chứa. An toàn, Giang giật tiếp tục tiến lên, lành nghề thứ 15 bộ lúc, hắn rất không may lại đạp trúng điện lôi. Phía trên lôi điện cuồng bạo đánh xuống, lần này Giang giật cũng không lui lại trực tiếp vận chuyển huyền hoàng chi lực ngạnh kháng. Huyền hoàng chi lực một vận chuyển, kia kinh khủng trọng lực cũng lập tức chân áp mà xuống, hắn chỉ có thể quỳ một chân xuống đất mặc cho lôi điện đánh xuống. Lại là toàn thân đau đớn một hồi, tóc làn ra một trận cháy đen, Giang giật khổ không thể tả, thầm mắng không thôi, bởi vì lần này lôi điện thế mà so vừa rồi mạnh một chút. Xong, Giang giật không có đường có thể đi, cầm trong tay thần thụ diệp khôi phục nhục thân, triệt hồi huyền hoàng chi lực tiếp tục tiến lên, năm bước về sau hắn lại đạp chúng địa lôi, lần này dâu tóc đều đốt không còn. Cũng may lôi điện tăng phúc cường độ không phải rất lớn, Giang giật nhục thân trước mắt còn có thể nhẹ nhóm gánh vác, thần thụ diệp khôi phục quá nhanh, Giang giật tâm trí kiên định, bị chút ra nhục chi khổ không tính là gì. Cứ như vậy hắn từng điểm từng điểm tiến lên, bôn tẩu một canh giờ, đã đi về phía trước 10 vạn trượng khoảng cách. Đằng sau hắn còn đã có kinh nghiệm, trực tiếp một bước vượt ngang 10 cái ngăn chứa, mặc dù hắn không có vận chuyển thiên lực cùng huyền hoàng chi lực, nhưng bản thân nhục thân tựu rất cường đại, nhảy lên bay qua 10 cái ngăn chứa rất nhẹ nhàng. Sở dĩ hắn đạp chúng địa lôi cơ hội giảm mạnh, oanh, lại một lần bị lôi điện đánh chúng, lần bị thương này nghiêm trọng nhiều, giang giật khổ không thể tả. Hắn nhìn qua phía trước còn không có nhìn thấy cuối đại điện, đôi mắt có chút ảm đạm, tiếp tục như vậy hắn sợ là bị lôi điện đánh chết cũng vô pháp đến nội điện a làm sao bây giờ giang giật ngồi xếp bằng trên mặt đất não hải chuyển động nơi này cửu dương thiên đế nói cần nhờ trí tuệ kia man lực hẳn là rất khó xông nơi này trọng lực cường đại không bay lên được vậy thì nhất định phải đụng chạm sàn nhà ngăn chứa, giang giật không hiểu cấm chế sở dĩ không cách nào phán đoán cái nào ngăn chứa hội phát động cấm chế nếu như hắn vận dụng huyền hoàng chi lực cùng thiên lực ở bên ngoài một lần cũng có thể bay vọt mấy trăm mấy ngàn trượng khoảng cách, vấn đề là một khi vận dụng trọng lực hội tăng thêm vô số lần, hắn đứng lên cũng không nổi, làm sao có thể nhảy vọt đâu. Tử cục, Giang giật càng nghĩ, phát hiện hoàn toàn không có biện pháp có thể nói, ánh mắt của hắn tại trống rỗng đại điện bên trong đảo qua, ý đồ muốn tìm tìm một chút biện pháp, phá cục này. Thời gian trôi qua đến càng lâu, hạ vũ cùng Linh Phi Tiên đạt được thiên đình cơ hội càng lớn, sở dĩ hắn đến mau chóng đến nội điện. Cây cột, Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên cây cột, nơi này không có cái gì, chỉ có đếm không hết cây cột lớn. Nếu có phá cục chi pháp, vậy chỉ có thể là tại những cây cột này bên trên tìm. Hắn tới gần một cây trụ cẩn thận quan sát phía trên phù điêu, ý đồ ở bên trong tìm kiếm được một chút phá cục chi pháp. Ông, vào thời khắc này, cây cột đột nhiên quang mang đại thịnh, phía trên hoa, chim, cá, sâu hung thú pho tượng thần quang dạng dỡ, tại trên cây cột vui sướng du tẩu, toàn bộ đại điện bị quang mang lấp lánh cây cột chiếu lên sáng như tuyết. Tình huống như thế nào? Đại điện dị động, lại không phải giang giật phát động, bởi vì hắn căn bản không có đụng chạm hạt châu, vậy chỉ có thể là người khác phát động cái này đại điện cấm chế. Giang giật tại thời khắc này, không hiểu có loại dự cảm không tốt hạ vũ hoặc là linh phi tiên rất có thể đã trải qua rồi luyện hóa thiên châu. Một bước sai, từng bước sai, chương 1968, đừng trách bản tiểu thư vô tình. Tỉnh táo, Giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bất kể có phải hay không là hạ vũ có lẽ Linh Phi Tiên bắt đầu luyện hóa thiên châu, cửu dương thiên đế nói qua luyện hóa thiên châu ít nhất phải nửa ngày, sở dĩ hắn còn có thời gian. Càng là nguy cấp tình huống Giang giật ngược lại đầu chuyển động càng nhanh, hắn tĩnh tâm xuống tới nhìn chằm chằm cách đó không xa hạt châu, cẩn thận quan sát đến phía trên chim bay ngư trùng cùng hung thú. Giờ phút này trên cây cột quang mang còn tại lấp lánh không ngớt, mà lại những cái kia hoa, chim, cá, sâu tẩu thú đang vui nhanh du tẩu, Giang giật nhìn chầm chầm nhìn kỹ, sau một lát hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hưu, hắn thân thể bắn tới, hướng nơi xa mặt khác một cây trụ phóng đi, bất quá lần này vận khí không tốt, ở nửa đường vừa vận đạp chúng bịa lôi, một đạo lôi điện ẩm vang đánh xuống, đem hắn chém thành một đống than cốc. Giang giật âm thầm mắng to, một bên dùng thần thụ diệp chữa thương, một bên nhanh chóng chạy như bay, tiếp cận mặt khác một cây trụ. Quả nhiên, nhìn ra ngoài một hồi, Giang giật thở ra một hơi thật dài, hắn tại hoa, chim, cá, sâu du tẩu quý tích trông được ra một vài vấn đề khác biệt cây cột hoa, chim, cá, sâu tẩu thú du tẩu lộ tuyến cũng không đồng dạng, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi một cây cây cột bên trong hoa, chim, cá, sâu tẩu thú hành tẩu quý tích tựu đại biểu phụ cận an toàn lộ tuyến. đơn giản như vậy tiểu bị ta khám phá chẳng lẽ là có người luyện hóa thiên châu nguyên nhân sở dĩ nơi này vượt quan độ khó giảm bớt. Giang giật trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc, giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn hướng đại điện bên trong nhìn mấy lần, vừa cẩn thận so sánh phía dưới ngăn chứa cùng hoa, chim, cá, sâu du tẩu quý tích, rất nhanh trong đầu xuất hiện một bộ bản đồ. Hắn thân thể phong chỉ điện giật hướng phía trước bôn tẩu, trái đột rẽ phải, thoáng cái thế mà bôn tẩu mấy trăm trượng. Đúng, giang giật âm thầm đại hỉ, lần nữa bôn tẩu mấy trăm trượng sau hắn ngừng lại, lại đi quan sát phụ cận hạt châu bên trên hoa, chim, cá, sâu du tẩu quý tích. Cái này cây cột cùng trước mặt lại khác biệt, dù tẩu quý tích cải biến đi yên lặng đem du tẩu quý tích nhớ kỹ giang giật tìm được chính xác con đường tiếp tục hướng phía trước bôn tẩu không biết là giang giật vận khí tốt còn là bởi vì có người tại luyện hóa thiên châu nguyên nhân giang giật một đường hành tẩu vô cùng an toàn chỉ là nửa canh giờ giang giật nhẹ nhõm đi lại mấy vạn trượt nhưng vẫn là không có đi đến cuối cùng tà môn cái này thiên đình đại điện thế mà lớn như vậy giang giật chỉ có thể buồn bực đầu tiếp tục bôn tẩu một đường theo trên cây cột tìm kiếm chính xác lộ tuyến lần nữa bôn tàu nửa canh giờ hắn rốt cục đi đến cuối con đường thấy được một tòa cự đại cung môn cái này cung môn là màu đen có trăm trượng rộng cao ngàn trượng đây là giang giật nhìn thấy lớn nhất hoành vĩ nhất cung môn phía trên đồng dạng có đếm không hết hoa chim cá sâu tẩu thú phủ điêu mà lại giang giật phát hiện bên trong hoa chim cá sâu tẩu thú chủng loại thế mà hoàn toàn không giống rất nhiều chủng loại hắn thấy cũng chưa từng thấy qua dựa vào đại môn này rõ ràng lại có cấm chế giang giật nhức đầu nhất liền là cấm chế hắn cũng không có thời gian lãng phí ở cái này bên trong rất có thể đã có người tại luyện hóa thiên châu đại môn này đồng dạng quang mang lấp lánh phía trên hoa chim cá sâu tẩu thú tại trên cửa chính du tẩu rất nhiều tẩu thú khí thức nhìn còn rất đáng sợ giang giật cũng không dám mạo hiểm vậy mà tới gần thử một chút giang giật nghĩ nghĩ tùy ý đánh ra một đạo lưu quang đánh đại môn phía trên đại môn quang mang lóe lên đều không có một tia rung động giang giật công kích bị cấm chế nhẹ nhõm phá giải Hưu, Giang giật quan sát một trận, thân thể bắn tới, gần sát đại môn huyền hoàng chi lực vận chuyển một quyền đập ầm ầm tại trên cửa chính. Ầm, đại môn truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang, tiếp lấy trên cửa chính cấm chế lưu chuyển, một đạo bạch quang phản xạ mà ra trùng điệp đánh chúng vào Giang giật. Giang giật như giống như diều đứt dây bị bắn ngược đập bay, đập ầm ầm tại mấy trăm trượng bên ngoài. Hoàn toàn chính xác không thể dùng man lực, cần nhờ trí tuệ a. Giang giật đôi mắt lấp lóe nhìn chằm chằm trên cửa chính hoa, chim, cá, sâu tẩu thú, muốn nhìn một chút có thể hay không theo những nảy hoa, chim, cá, sâu tẩu thú bên trên tìm tới một ít quy luật, phá vỡ cái đại môn này. Nửa canh giờ, một canh giờ, Giang giật nhìn chằm chằm đại môn thấy con mắt đều đau, chính là không có phát hiện bất luận cái gì quy luật. Phía trên này hoa, chim, cá, sâu tẩu thú nhiều lắm, dù tẩu quý thích hoàn toàn không giống, căn bản là không có cách từ bên trong suy đoán ra bất luận cái gì quy luật. Dùng trí, dùng trí, như thế nào dùng trí? giang giật có chút đau đầu chủ yếu là cửa đá quang mang lấp lánh không ngớt cái này chứng minh bên trong có thể có người đang không ngừng luyện hóa thiên châu theo thời gian trôi qua nội tâm của hắn khó tránh khỏi có chút nôn nóng hai canh giờ ba canh giờ giang giật vẫn là thúc thủ vô sách hắn dứt khoát không nhìn tới ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi trong đầu của hắn ném trừ hết thảy tạp niệm đi cẩn thận hồi tưởng cửu dương thiên đế lời nói cửu dương thiên đế năm đó đem thiên đình lưu tại tu la sơn khẳng định sẽ nghĩ tới thiên đình sẽ bị người phát hiện, cái này thiên đình 5 tầng là vì lựa chọn sử dụng thiên đình một đời mới người thừa kế. Ta là thiên đế truyền nhân, cửu dương thiên đế bản ý là để cho ta tới lịch luyện, kia quả quyết sẽ không để cho thiên đình cho ngoại nhân, sở dĩ. Ta tuyệt đối có ưu thế, chính là ta không có phát hiện thôi. Giang giật càng nghĩ, đem ưu thế của mình cẩn thận nghĩ đến một lần, đem cửu dương thiên đế truyền cho đồ vật của mình nghĩ đến một lần, nội tâm của hắn đột nhiên động một cái. Cửu Dương Thiên Đế truyền cho hắn một bộ vô danh công pháp, cái này vô danh công pháp vận hành quỹ tích cùng công pháp cũng không giống nhau, vậy cái này vô danh công pháp phải chăng có lợi cho mở ra đại môn này đâu? Thử một chút, Giang Giật đứng dậy đi về phía cửa chính, tới gần sau đại môn hắn chậm rãi duỗi ra hai tay dán sát vào đại môn. Hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tại thể nội vận chuyển vô danh công pháp, để thiên lực tại toàn thân di chuyển. Vận chuyển vài vòng về sau, Giang giật khống chế thiên lực tuôn ra lòng bàn tay rót vào trong cửa đá, sau đó hắn khống chế những ngày này lực tại cửa đá lưu truyền. Có phản ứng, Giang giật phát hiện thiên lực của mình tiến vào sau cửa đá, thế mà hóa thành từng đầu tuyến tại trong cửa đá du tẩu, hắn vội vàng khống chế thiên lực dựa theo trên cơ thể người bên trong lưu truyền lộ tuyến tại trong cửa đá du tẩu. Ông, thiên lực hóa thành một tia sáng tại trong cửa đá du tẩu, những nơi đi qua những cái kia hoa, chim, cá, sâu tẩu thú đều bắt đầu chuyển động, lần theo tia sáng bơi chung đi. Giang giật nội tâm càng ngày càng lửa nóng, tăng nhanh thiên lực du tẩu tốc độ, đem cửa đá xem như thân thể của mình, du tẩu một vòng. Ông, các loại chợt thiên lực dạo qua một vòng về sau, cửa đá quang mang vạn trượng, sau đó chậm rãi hướng lên trên mặt co rút lại mà đi, cửa đá thế mà thật mở ra. Hưu, Giang giật thân thể nổ bắn ra mà tiến, đôi mắt trước tiên hướng nội điện nhìn lại. Nội điện cũng rất đại, bất quá một chút có thể thấy rõ ràng nội điện tình huống, Giang giật ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt ngay phía trước một tòa ngàn trên đài cao một tòa hắc kim vương tọa, khóa chặt vương tọa phía trên ngồi một nữ tử, nữ tử kia giờ phút này tay thuận cầm một khắc hạt châu bảy màu tại luyện hóa. Linh Phi Tiên, Giang giật mặt mũi tràn đầy kinh sợ, Linh Phi Tiên tại luyện hóa thiên châu điểm này cũng không có vấn đề quá lớn. Có vấn đề là cuồng hổ viêm kỳ tiểu nho đế hoa phi thất xương thế mà đều đứng tại bên người nàng giúp nàng hộ pháp, mà hạ vũ lại đổ vào dưới đài cao, toàn thân đều là huyết, thế mà bị trọng thương ngất đi. Ha ha, Giang giật ngươi rốt cục vào đây. Linh Phi Tiên lúc đầu nhắm mắt lại, giờ phút này đột ngột mở ra cư cao lâm hạ nhìn qua Giang giật nói, cái này Thiên Châu lập tức liền sẽ bị ta luyện hóa, cái này Thiên Đình cũng chỉ có thể thuộc về ta. Giang giật, ngươi nếu dám đi lên cướp đoạt, vậy liền đừng trách bản tiểu thư vô tình, hạ vũ chính là của ngươi hạ tràng. Trường 1969, vĩnh viễn không thể nào là bằng hữu. Linh Phi Tiên thực lực rất mạnh, không cần so đao lãnh yếu, mà lại nàng là linh dương thượng nhân tôn nữ bảo bối, có một ít thủ đoạn đặc thù, cái này rất bình thường. Không bình thường là cuồng hổ bọn người vì sao giúp nàng hộ pháp ai không muốn đạt được thiên đình tiểu nho đế cùng linh phi tiên là cùng một bọn, nhưng cuồng hổ viêm kỳ tuyệt đối sẽ không cùng linh phi tiên một đám. Bán quái sơn người linh dương thượng nhân nho đế rời núi, hiện đã có lực áp viêm đế cuồng đế chi thế, cái này khiến cuồng đế viêm đế rất là nổi nóng, cuồng hổ viêm kỳ như thế nào lại ngoan ngoãn nghe theo linh phi tiên. Còn có hạ vũ, theo Hạ Vũ nói nàng là tiên linh chi thể, vận dụng tiên linh chi khí thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới phong đế cấp. Đây chính là phong đế cấp A, đừng nói linh phi tiên coi như toàn bộ người cộng lại sợ là đều không phải là Hạ Vũ đối thủ A. Sự tình ra khác thường tất có yêu, giang giật không có loạn động, không để ý đến linh phi tiên, dù sao nàng trong thời gian ngắn tuyệt đối không luyện hóa được thiên châu, tự cho nàng trước luyện hóa một đoạn thời gian lại như thế nào. Giang giật ánh mắt liếc nhìn, tại cuồng hổ bọn người trên thân đảo qua, rất nhanh hắn phát hiện một vấn đề. Cuồng hổ bọn người ánh mắt lại có ta ngốc trệ, tựa như là từng tòa pho tượng đứng tại đài cao ngay phía trước. Bị mị hoặc, giang giật đôi mắt có chút nheo lại, cuồng hổ bọn người thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể đơn giản mị hoặc thu làm hồn nô kia càng không có thể. Linh Phi Tiên đến cùng dùng cái gì quỷ dị thần thông thế mà có thể thoáng cái thu phục bốn cái ngụy đế cấp vì nàng sử dụng đây cũng quá làm người nghe kinh hãi đi. Giang giật nhìn ra ngoài một hồi, ánh mắt nhìn về phía hạ vũ trên thân, Phát hiện trên người nàng thương thế vô cùng nghiêm trọng, xương cốt rõ ràng đoạn mất rất nhiều cái, hôn mê bất tỉnh bên trong. Hắn ngược lại là không muốn lấy đi lập tức cho Hạ Vũ chữa thương, dù sao Hạ Vũ trong thời gian ngắn không chết được, nàng nhục thân cường đại, giờ phút này cũng ngay tại chậm rãi chữa trị. Hắn bắt đầu quan sát nội điện tình huống, cái này nội điện chỉ có 10 cái cây cột lớn, hai bên trống rỗng, ngay phía trước một tòa đài cao, đài cao này trưởng thành hình vuông, có 99 cấp bậc thang. Có 3 phương hướng có thể lên đi. Bất quá cuồng hổ tiểu nho đế bọn người thế mà chỉ giữ vững phía trước, hai bên trái phải nhưng không có đi quản. Hai bên trái phải có cái gì? Giang giật hướng hai bên trái phải nhìn lại, cũng không có thấy cái gì. Chỉ là nhìn thấy cung trên vách phân biệt khắc họa một chút phù điêu, cái này phù điêu không có khắc họa chim bay ngư trùng, ngược lại khắc lấy từng khỏa yêu thụ. Chẳng lẽ từ hai bên trái phải hai bên đi lên, lại có yêu thụ chặn đường? Giang giật không nghĩ ra, hắn trầm ngâm một lát quyết định thử trước một chút có thể hay không lên được trên đài cao. Chỉ cần có thể đi lên, băng chi nguyên xuất động một cái, toàn bộ người đều có thể đông kết, hỏa chi nguyên xuất hiện thì toàn bộ đều sẽ bị thiêu chết, ngụy đế cấp đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Hắn từng bước một hướng phía trước đi đến, lặng yên vận dụng thiên lực, phát hiện cái này nội điện cùng ngoại điện không sai biệt lắm, vận dụng thiên lực trọng lực hội tăng thêm. Hắn lại vận dụng huyền hoàng chi lực ra chỉ nhục thân, không có gì bất ngờ xảy ra trọng lực lần nữa gia tăng mấy lần, hắn kém chút đều quỳ xuống. Đài cao này không tốt hơn a, à? đài cao chỉ có ngàn trượng, 99 cấp bậc thang, nếu là không có trọng lực lời nói, Giang giật nhảy lên liền có thể bay vụt mà lên. Có trọng lực, mặt trên còn có người chặn đánh, đài cao này muốn đi lên, khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Lại khó bên trên cũng phải lên, Giang giật cắn răng từng bước một tới gần đài cao, đi đến hạ vũ phụ cận về sau, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, sau đó nhanh chóng đi đại điện nơi hẻo lánh đưa nàng buông xuống Trễ chút hắn như vận dụng hỏa chi nguyên hạ vũ ngay tại dưới đài cao đem có thể bị đốt sống chết tươi hạ vũ xem tình huống là hoàn toàn không có vấn đề nếu không giờ phút này cũng sẽ không bị trọng thương giang giật đương nhiên sẽ không lại nhầm vào hạ vũ hắn lần nữa hướng đài cao đi đến không có sử dụng huyền hoàng chi lực cũng không có sử dụng thiên lực chỉ bằng nguyện nhục thân chi lực bôn tẩu tốc độ cũng không chậm a à, tại hắn một cước đạp vào bậc thứ nhất thềm đá đột nhiên phát hiện trọng lực cường đại gấp đôi, hắn sắc mặt đại biến. Giống như bậc thang này trọng lực không ngừng mạnh lên, hắn không chỉ có rất khó leo đi lên, mà lại hỏa chi nguyên cùng băng chi nguyên uy lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Dù sao như thế cường đại trọng áp phía dưới, không gian cũng sẽ vững chắc tới cực điểm, hàn khí cùng nhiệt khí đều không thể chịu lấy trọng áp khuếch tán đi lên. Cấp thứ hai, Giang giật nội tâm trầm lạc đáy cốc, trọng lực lần nữa tăng lên, tốc độ của hắn suy giảm. Giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch vì sao hạ vũ chiến lực mạnh như thế, thế mà cũng sẽ bị đả thương nặng cái này lên trước trên đài cao người, tự có ưu thế tuyệt đối a. Xem cuồng hổ hoa phi đám người thế đứng, đài cao đỉnh chóp rõ ràng không có quá mạnh trọng lực. Hắn như bò lên trên 7-8 cấp 10, sợ là eo đều đứng thẳng không nổi, chỉ có thể làm làm công việc bia ngắm mặc cho cuồng hổ bọn người công kích. Xong, mặc dù đã biết rõ hậu quả, giang giật vẫn là cắn răng hướng lên trên mặt nhanh chân đi đi phía trên tiểu nho đế bọn người một mực gạt ra, toàn bộ thủ vệ ở chính diện, tiểu nho đế nhìn xem Giang giật bước đi lên, lắc đầu nói ra, Giang huynh, người vẫn là đừng lên tới tốt lắm, nếu không ta chỉ có thể đắc tội. Giang giật mắt điếc tai ngơ, còn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tiếp tục nhanh chóng leo lên. Mặc dù nặng lực đang kéo dài gia tăng, nhưng Giang giật nhục thân cường đại, ý chí lực kiên định, bước chân chưa bao giờ dừng lại, từng bước một hướng lên trên mặt bôn tàu. Thất cấp 10, chỉ cần lên thất cấp 10, băng chi nguyên còn kém không nhiều có thể băng phong tiểu nho đế cuồng hổ, ta cũng có thể có cơ hội đi lên. Giang giật nội tâm âm thầm tính toán, ánh mắt hắn mở ra, ánh mắt nhìn về phía tiểu nho đế mỉm cười nói, tiểu nho đế, cùng các ngươi nói rõ đi, cái này thiên châu các ngươi không luyện hóa được. Chỉ có ta có thể luyện hóa, ta giang giật tính tình các ngươi đều biết, không trêu chọc ta, ta chưa từng trêu chọc ngươi bọn họ, một khi trêu chọc ta, kết cục đều sẽ rất thảm. Sở dĩ, ngươi muốn xuất thủ, còn xin nghĩ lại ừ tiểu nho đế sắc mặt lộ ra vẻ kinh nghi phía trên hắc kim vương tỏa bên trên linh phi tiên cũng hơi kinh hãi đôi mắt lấp lóe không ngừng dù sao nàng đã luyện hóa lâu như vậy cái này thiên châu vẫn còn không có bị luyện hóa xu thế nội tâm của nàng cũng có chút hoài nghi mình phải chăng có thể luyện hóa giống như không luyện hóa được thiên châu giống như cái này thiên đình chỉ có thể thuộc về giang giật các nàng đi đắc tội giang giật tự phi thường không có lời giang giật người này tính tình các nàng ngược lại là hiểu một chút một khi ép hắn, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Sang giật tiếp tục bò thềm đá, giờ phút này đã lên 50 cấp, hắn lần nữa lớn tiếng nói ra, ta đối với bán quái sơn người cùng linh dương sơn người nho đế phi thường kính ngưỡng, tất cả mọi người là nhân tộc, nên dĩ hòa vi quý cùng một chỗ đối kháng minh tộc. Nhân tộc cường giả mỗi lần tử thương một cái đều là tổn thất trọng đại, sẽ chỉ làm minh tộc nhanh nhân tộc đau nhức. tiểu nho đế, là bạn là địch chính ngươi lựa chọn đi. Không đề cập tới cái này còn tốt, nâng lên bán quái sơn người linh phi tiên cùng tiểu nho đế đôi mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Hai người đều nhớ tới bán quái sơn người trước khi đến một câu tam tộc cùng cửu dương thiên đế vĩnh viễn không có khả năng hòa hảo, giang giật làm thiên đế chuyển nhân, cũng chỉ có thể là địch nhân, tuyệt đối không thể nào là bằng hiếu. Động thủ, linh phi tiên quát lớn. Cuồng hổ bọn người không có chút gì do dự toàn bộ bắn ra đạo đạo kinh khủng công kích, tiểu nho đế thình lình xuất thủ, đầy trời lưu quang bắn thẳng đến giang giật mà đi. Dựa vào, Giang giật đã bên trên 58 cấp nước thang, như lại có thể lên hơn 10 cấp hắn liền có thể phóng thích băng chi nguyên. Nhìn thấy đầy trời lưu quang đánh tới, hắn thân thể di động đều rất khó khăn, chỉ có thể cắn răng vận chuyển huyền hoàng chi lực ngạnh kháng. Oanh, năm đạo lưu quang đánh vào giang giật trên thân, giang giật như một cái lăn cầu lăn xuống tới. Người ở nửa đường tiên huyết cuồng phún, cái này thềm đá đã bị hạ vỗ tiên huyết nhuộm đỏ, giờ phút này càng thêm đỏ diễm mấy phần. Chương 1970, linh tiên yêu huyết. Giang giật thổ thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là bị cường đại trọng lực chấn áp, sau đó lại bị mấy người liên thủ công kích, nội tạng bị chấn thương thôi. Hắn huyền hoàng chi lực dung hợp kha lộng ảnh thể nội năng lượng quỷ dị, phóng thích về sau nhục thân nhưng so sánh phong đế cấp, tiểu nho đế các nàng mấy người coi như liên thủ công kích cũng oanh sát không được hắn. Giang giật lăn trên mặt đất mấy vòng, khóe miệng tiên huyết còn tại tuôn ra, trong đôi mắt quang mang có chút ảm đạm. Hắn không phải e ngại mấy người công kích, chỉ là vừa mới hắn hơi sử dụng huyền hoàng chi lực, trọng lực đột nhiên gấp trăm lần gia tăng, tựa như từng tòa đại sơn đè xuống, cái loại cảm giác này thực sự quá dọa người rồi, một khắc này hắn cảm giác thân thể đều muốn bị đè ép. Đây là hơn 50 tầng, nếu là lên 8 90 tầng trọng lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng đến lúc đó tiểu nho đế bọn hắn một khi công kích, hắn hơi sử dụng huyền hoàng chi lực, trăm vạn lần trọng lực áp lực hắn có thể hay không trực tiếp bị đè chết. Giang giật lau đi khóe miệng tiên huyết, đôi mắt lấp lóe nghĩ đến biện pháp, giờ phút này khoảng cách nửa ngày thời gian còn sớm, cũng không vội ở cái này nhất thời. Chỉ cần hắn có thể lên trên đài cao, hắn liền có thể nhẹ nhõm chân áp hoặc là đánh giết tất cả mọi người, thiên đình hay là hắn. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là ngay tại chỗ chữa thương. Hắn có thần thụ diệp có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, nhưng ngoại nhân cũng không biết rõ, sở dĩ hắn không có ý định bạo lộ ra, cái này liên quan khóa thời điểm có thể lên kỳ binh chi dụng. Hư, Linh Phi Tiên, người tiếp tục luyện hóa đi, xem ngươi luyện hóa cả một đời có thể hay không luyện hóa thiên châu. Giang giật đột nhiên sinh một kế, cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, an tâm chữa thương. Thiên châu cần luyện hóa nửa ngày, vừa rồi hắn điểm một câu, Linh Phi Tiên bọn người trần chờ, điều này nói rõ các nàng căn bản căn bản không biết rõ tình hình, Linh Phi Tiên nói không chừng lại luyện hóa 10 cái canh giờ, liền từ bỏ nữa nha. Hắn an tĩnh nhắm mắt chữa thương, tiểu nho đế cùng Linh Phi Tiên liếc nhau, hai người trong mắt đều là kinh nghi, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tiếp tục luyện hóa. Sau nửa canh giờ, Giang giật thương thế triệt để khôi phục, không bằng hắn chưa tỉnh lại, ngược lại yên tĩnh tu luyện. Hắn muốn cùng Linh Phi Tiên bọn người so sức kiên trì, hắn vung xuống một cái mồi nhử, tự xem Linh Phi Tiên bọn người có thể hay không bị lừa rồi. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt tựu năm canh giờ đi qua, Giang giật còn tại an nhàn tu luyện, Linh Phi Tiên có chút ngồi không yên. Nàng luyện hóa đã vượt qua 10 canh giờ, coi như thiên châu lại khó luyện hóa luôn có một chút bị luyện hóa dấu hiệu a à nhưng không có bất kỳ dấu hiệu gì linh phi tiên trong lòng không chắc vạn một ngày đình thật chỉ thuộc về giang giật đây này nàng ánh mắt hướng tiểu nho đế nhìn thoáng qua hai người nhìn nhau vài lần rất nhanh tiểu nho đế lĩnh hội linh phi tiên dụng ý hắn lặng yên hướng linh phi tiên đi đến vươn tay cánh tay đập vào linh phi tiên phía sau lưng trong tay quang mang lấp lánh tựa hồ muốn giúp linh phi tiên cùng một chỗ luyện hóa cuồng hồ các ngươi cũng tới Linh Phi Tiên đột nhiên nhẹ nói đạo, cuồng hổ viêm kỳ bọn người nhanh chóng hướng Linh Phi Tiên đi đến. Phân biệt duỗi ra một cánh tay rót vào thiên lực vào Linh Phi Tiên trong thân thể, tựa hồ cũng tại trợ Linh Phi Tiên một chút sức lực. Hưu, Giang giật tại lúc này động, nhanh chóng hướng thềm đá chạy như bay, chỉ là mấy cái chớp mắt liền lên mười mấy cấp bậc thang. Ừm Giang giật, ngươi đừng có nằm mộng, thiên châu lập tức liền muốn bị ta luyện hóa, ngươi đi lên cũng vô dụng. Linh Phi Tiên phát hiện Giang giật hành động cười lạnh, Giang giật không nói một lời nhanh chóng nhanh chân bò lên trên, khóe miệng cười lạnh không thôi, hắn vung xuống mồi như Linh Phi Tiên mắc câu rồi. Linh Phi Tiên hoài nghi mình không luyện hóa được Thiên Châu, sở dĩ là cố ý lộ ra sơ hở để hắn đi lên, chuẩn bị chờ hắn lên 89 cấp 10 bậc thang lúc, để tiểu nho đế bọn hắn động thủ trực tiếp chém giết cho hắn. Tại Linh Phi Tiên xem ra, chỉ có chém giết hắn, mới có cơ hội luyện hóa Thiên Châu. Giang giật làm sao không biết đây là kế, Bất quá Linh Phi Tiên không biết hắn có băng chi nguyên hỏa chi nguyên, sở hữu hắn tương kế tự kế, một đường bôn tẩu. Chỉ cần có thể cho hắn bên trên 7-8 cấp 10 bậc thang, hắn băng chi nguyên hỏa chi nguyên liền có thể nhẹ nhõm chân áp hoặc là chém giết các nàng, đại cục nhất định. Cục trong cục, kế trong kế, người tính toán ta, ta phản tính toán ngươi cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng giang giật cũng không có nắm chắc, tự nhìn hắn có thể hay không lên được 8-9 cấp 10 nấc thang. 30 cấp, 4 cấp 10, 50 cấp, Giang giật tốc độ càng ngày càng chậm, trên người áp lực càng ngày càng nặng, không bằng hắn vẫn có thể hành tẩu. Hắn cắn chặt răng bằng nhanh nhất tốc độ tiếp tục trèo lên, đằng sau bắt đầu dùng cả tay chân, chỉ cầu có thể mau chóng bỏ lên trên 8-90 tầng thềm đá. Giang giật, người còn dám bỏ có tin ta hay không để cho người ta chém giết ngươi. Ha ha ha, Giang giật thiên châu liền bị ta luyện hóa, người bỏ cũng vô ích. Giang giật, cuối cùng thông cáo một lần, còn dám bỏ lên giết chết bất luận tội. Linh Phi Tiên lời nói lần lượt ở trong đại điện quanh quẩn không ngớt, rõ ràng đang diễn trò, kích thích Giang giật trèo lên trên, đoán chừng tiểu nho đế đã tùy thời chuẩn bị động thủ A. Giang giật tốc độ càng ngày càng chậm, bất quá giờ phút này đã bò lên trên 70 tầng, đầu hắn thật sâu thấp, còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, chỉ cần tiểu nho đế dám động, hắn đem trước tiên phóng thích băng chi nguyên hỏa chi nguyên. Lại bò 10 tầng, ta tự có niềm tin tuyệt đối. Giang giật nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng Linh Phi Tiên thông minh quá sẽ bị thông minh hại, để cho mình lại đến 10 tầng. Hắn cắn răng tiếp tục trèo lên, thời khắc chuẩn bị động thủ. 71, 73, 75, 78, Giang giật thân thể mặc dù bị trọng lực ép tới toàn thân dán tại trên thềm đá, khóe miệng nụ cười lại là càng lúc càng nồng nặc, như thế cách hắn đã có nắm chắc tất thắng. Động thủ, Linh Phi Tiên tại lúc này hét lớn, tiểu nho đế cùng cuồng hổ bọn người nổ bắn ra mà đến, mà Linh Phi Tiên chính mình thế mà cũng mặc kệ thiên châu thân thể theo hắc kim vương tỏa bên trên bay đi, hướng bên đài cao vào tới. Đã muộn, Giang giật chật vật ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, nhưng ở giờ phút này nội tâm của hắn đột nhiên run lên, cảm giác có một loại nguy hiểm chí mạng tại ở gần. Giang giật, mau lui lại, Linh Phi Tiên có được Linh Tiên yêu huyết, người như bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, lại là hạ vũ thanh âm Giang giật linh hồn đại chấn. Tại điện thạch hỏa hoa ở giữa hắn lập tức kịp phản ứng, trong tay băng chi nguyên xuất hiện, đột nhiên hướng lên trên mặt vỗ tới, đồng thời chân sau trên mặt đất đạp mạnh, hướng dưới đài cao phản xạ mà quay về. Xuy xuy, băng chi nguyên xuất hiện, bốn phía không gian trong nháy mắt bị đông cứng, sang giật một cái tay khác hỏa chi nguyên xuất hiện, kịp thời đem phía sau mình không gian làm tan nổ bắn ra mà xuống. Không bằng hắn không dám vận dụng huyền hoàng chi lực, dù sao giờ khắc này ở cao như vậy địa phương, trọng lực chính là phi thường khủng bố, một khi vận dụng hắn có thể động đều không động được, Hiu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên một đạo màu đỏ thấm quang mang lại xuyên thủng đông kết không gian như một đạo như thiểm điện phóng tới tốc độ nhanh đến kinh người kia màu đỏ thấm quang mang là một giọt máu khí tức dị thường dọa người giang giật mặc dù lui ra phía sau chỗ nhanh nhưng vẫn là bị giọt máu kia bắn trúng bắp chân a à, một đạo thảm tuyệt luân cũng chính là tiếng kêu thảm thiết vang lên giang giật nhìn thấy giọt kia màu đỏ thấm huyết dịch trực tiếp xuyên thủng hắn bắp chân sau đó toàn bộ bắp chân thế mà nhanh chóng bị ăn mòn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hài cốt. Uống, Giang giật vừa ngoan tâm, ở giữa không trung vung lên cánh tay của mình, đối chân trái trùng điệp đánh xuống, thiên lực ngoại phóng trực tiếp đem chân trái chém đứt. Hắn thân thể lúc này mới trùng điệp đập xuống tại trên đại điện, quay cuồng lên. Hưu, một bóng người xinh đẹp bôn tẩu tới, đỡ dậy Giang giật, hạ vũ quan tâm hỏi, Giang giật, người thế nào? Không chết được, Giang giật nhe răng tuyết miệng kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn qua nơi xa chính mình hóa thành bạch cốt chân trái trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Vừa rồi nếu không phải phản ứng nhanh, như bị kia yêu huyết bắn trúng đầu hoặc là thân thể, giờ phút này hắn người này đều biến thành bạch cốt. Kế trong kế, cục trong cục, Giang giật cho là mình đạo cao một thước, lại không nghĩ rằng Linh Phi Tiên ma cao một trượng, nữ tử này quả nhiên thâm bất khả chắc, hắn vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ. chương 1971, Tế luyện tổ tiên linh tiên yêu huyết thứ này đã có hơn một vạn năm không có hiện thế sở dĩ thế nhân gần như quên lãng linh tiên nhất tộc năm đó bị cửu dương thiên đế chèn ép một mực ẩn thế không ra rất nhiều người cũng đã quên đi linh tiên nhất tộc năm đó bá đạo cùng độc địa tự liền hạ vũ nhắc lên linh tiên yêu huyết giang giật đều chưa từng nghe thấy thứ này phi thường độc địa cũng phi thường cường đại cũng không phải là tu luyện ra được mà là dùng bí thuật luyện hóa linh tiên nhất tộc cường giả có được mỗi khi linh tiên nhất tộc có cường giả muốn chết đi thời điểm Bọn hắn nhất tộc hậu nhân liền sẽ đem cái này cường giả tươi sống cho luyện hóa, thẳng đến thần hồn câu diệt, lúc này mới có thể đạt được mấy giọt yêu huyết. Nhân tộc có câu nói, trăm thiện hiếu làm đầu, tổ tông trưởng bối thi thể vốn hẳn nên hảo hảo an trí, để bọn hắn linh hồn có thể nghỉ ngơi, để hắn hưởng thụ hậu đại kính ngưỡng cùng triều bái. Nhưng mà, linh tiên nhất tộc lại đem tổ tông mình trưởng bối sống sờ sờ luyện chế, thần hồn câu diệt. Cái này nghe tiểu phi thường tàn nhẫn cùng độc địa năm đó linh tiên nhất tộc cũng bị thiên giới vạn tộc chỗ chơi chẽn, bất quá lại trở ngại linh tiên nhất tộc kinh khủng chiến lực, không ai dám công khai đàm luận thôi. Nửa quẻ tộc giả thần giả quỷ mê hoặc thế nhân, linh tiên tộc tế luyện chính mình tiên tổ, cửu dương thiên đế năm đó chèn ép cái này hai tộc cũng là bởi vì duyên cớ này. Hạ vũ nhẹ giọng đem linh tiên yêu huyết tình huống cho giang giật bản tóm tắt một bên, giang giật sau khi nghe xong đều quên trên đùi đau đớn, nội tâm hoảng hốt. Luyện chế tổ tông của mình trưởng bối cái này cần là cỡ nào không tim không phổi vô tình lãnh huyết mới có thể làm cho ra sự tình. Linh tiên yêu huyết lực công kích giang giật vừa rồi cũng nhìn thấy, hạ vũ bổ sung một điểm, liền xem như viêm đế cuồng đế giống như bị đánh lén chúng linh tiên yêu huyết, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí thanh đế chúng chiêu, tuyệt đối cũng sẽ bị trọng thương, giang giật vừa rồi phản ứng quá nhanh, tâm cũng hung ác, thoáng cái tựu chặt đứt chân của mình. Nếu không chỉ cần hai hơi thời gian, giang giật liền sẽ hóa thành một cỗ hài cốt. Người an tâm chữa thương, Linh Phi Tiên không dám xuống tới. Hạ vũ đem Giang giật kéo đến nơi hẻo lánh, nhẹ giọng an ủi. Giang giật hướng Linh Phi Tiên nhìn một cái, Linh Phi Tiên quả nhiên lại về tới Hắc Kim Vương Tọa, hiển nhiên có chút kiêng kỵ Giang giật băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên. Tăng thêm hạ vũ tỉnh lại, nàng lại thế nào dám thiện động. Linh Tiên yêu huyết chỉ có đánh lén mới có tác dụng lớn, giống như không thể tới gần người, vậy liền căn bản giết không được Giang giật cùng hạ vũ. Cuồng hổ bọn hắn là chuyện gì xảy ra, giang giật một bên chữa thương khống chế đổ máu một bên hỏi thăm về tới hạ vô ánh mắt nhìn về phía tiểu nho đế nói đều bị tiểu nho đế khống chế ta nếu không cẩn thận sợ cũng trúng chiêu tiểu nho đế bình thường người xúc vô hại thời điểm mấu chốt là đầu kịch độc chi xả a làm sao có thể giang giật có chút không hiểu ngụy đế cấp làm sao dễ dàng như thế có thể khống chế ngụy đế cấp tiểu nho đế cảnh giới chiến lược còn không có cuồng hổ bọn hắn cao mà lại cuồng hồ linh hồn của bọn hắn khẳng định rất mạnh, không có khả năng dễ dàng như vậy tự bị khống chế. Ha ha, thế nhân chỉ biết nho đế cùng tiểu nho đế, lại quên đi bọn hắn là chủng tộc gì. Hạ vũ đùa cợt cười một tiếng, nhẹ giọng giải thích nói, bọn hắn tộc đàn nguyên danh gọi mỹ tâm tộc, năm đó vì sao bị cửu dương thiên đế chèn ép liền là bọn hắn nhất tộc nam tử chuyên môn thông đồng đại gia tộc nữ tử, hình thành một cái phi thường cường đại liên minh. Lúc ấy rất nhiều đại gia tộc tiểu thư đều bị bọn hắn nhất tộc nam tử mê đến thần hồn điên đảo, bất quá tiểu nho đế có thể khống chế cuồng hổ bọn hắn hẳn là trong tay có linh hồn tiên thảo thời gian ngắn tăng phúc linh hồn cường độ quả nhiên âm hiểm giang giật âm thầm kinh hãi ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cuồng hổ bọn người là bị linh phi tiên khống chế một mực cũng là linh phi tiên hạ mệnh lệnh lại không nghĩ rằng thế mà bị tiểu nho đế khống chế cái này tam tộc quả nhiên lòng mang ý đồ xấu giang giật sắc mặt ngưng trọng lên có lẽ minh đế tự chuyển thế tại bán quái sơn người linh dương thượng nhân nho đế trên thân giờ phút này bọn hắn lại sâu bị thanh đế coi trọng thiên cương giới ban cho hai tộc giống như một người trong đó thật sự có minh đế nhân tộc chết như thế nào cũng không biết giang giật không có lấy ra thần thụ diệp mà là dựa vào cường đại thiên lực chữa thương đến hắn loại cảnh giới này có thể bằng vào hùng hậu thiên lực chậm rãi để chân dài ra bất quá tốn hao thời gian lâu hơn một chút thôi tạm thời không cần thiết bại lộ thần thụ diệp hắn trầm tư một trận nhìn qua xếp bằng ở bên người cùng một chỗ chữa thương hạ vũ hỏi, thanh đế biết rõ cái này tam tộc sự tình sao biết rõ năm đó cửu dương thiên đế vì sao trấn áp cái này tam tộc sao. Tự nhiên biết rõ, hạ vũ gật đầu, sau đó khe khẽ thở dài nói, nhân tộc cục diện ngươi cũng biết, cường giả quá ít, minh đế liền muốn xuất thế, gia sư cũng chỉ có thể đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết thôi. Coi như tương lai tam tộc muốn tranh đoạt đế vị, gia sư cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ cần có thể trấn áp minh tộc coi như cho tam tộc leo lên đế vị lại như thế nào đều là nhân tộc ai thượng vị đều như thế. Ha ha, Giang giật cười lạnh, đột nhiên lại gần tại Hạ Vũ bên tai nói ra, vạn nhất minh đế chuyển thế tại bán quái sơn người linh dương thượng nhân, hoặc là nho đế trên thân đâu. Cái này, Hạ Vũ thân thể mềm mại run lên, đầy mắt không dám tin nói ra, làm sao có thể minh đế làm sao có thể chuyển thế tại nhân tộc trên thân. Không có cái gì không thể nào. Giang giật đùa cợt cười nói, giống như lần này chúng ta có thể còn sống trở về người tốt nhất có thể nhắc nhở ngươi một chút sư phụ, cẩn thận đừng bị người âm chết cũng không biết. Mặt khác, để hắn cũng đừng cả ngày nghĩ đến truy sát ta, người hẳn là hiểu ta, ngày này đế chi vị ta muốn hay không cũng không đáng kể, chỉ cần có thể trấn áp minh tộc, ta tặng cho thanh đế lại như thế nào. Hạ vũ cặp kia sương mù vân lượn quanh con người lóe lên lóe lên, trầm tư sau một lát, lúc này mới chân thành nhìn qua Giang giật nói, Giang công tử mới là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, ta có thể cảm thụ được trong lòng ngươi chân thành, ngươi yên tâm nếu có thể trở về, ta nhất định khuyên nhiều khuyên sư phó. Giang giật lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao linh phi tiên, thở dài, những này là nói sau, chúng ta vẫn là trước chữa thương. Quay đầu lại nghĩ biện pháp, làm sao để linh phi tiên không gặp được thiên đình đi. Nàng như đạt được thiên đình, chúng ta đều phải chết. Ừm, hạ vũ không tại nhiều nói, nhắm mắt bắt đầu chữa thương, Giang giật cũng nhập định, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái chuyên tâm chữa trị chân tổn thương. Hạ vũ thương thế tương đối trọng, Giang giật càng nặng, chân đều đoạn mất. Giang giật chữa thương một hồi, phát hiện dạng này quá chậm, muốn mọc ra chân ít nhất cũng phải tiểu nửa ngày, đến lúc đó sợ là Linh Phi Tiên đã luyện hóa thiên châu. Hắn bế quan chữa thương một canh giờ, chờ tiểu nho đế bọn hắn không còn quan tâm hắn, lặng yên lấy ra thần thụ diệp giữ tại trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng dùng một chút. Dạng này có thể nhanh chóng mọc ra mới chân, lại không cho ngoại nhân nhìn ra vấn đề quá lớn. Năm sáu canh giờ về sau, hạ vũ chữa thương hoàn tất, giang giật chân cũng mọc ra hơn phân nửa. Hạ vô kinh nghi nhìn lướt qua giang giật nắm chắc tay, cũng không điểm xuyên tự yên lặng chờ đợi giang giật chữa thương hoàn tất. Hạ vũ kinh ngạc nhìn qua đài cao nghĩ đến biện pháp, chờ lần nữa qua hai canh giờ, giang giật chân toàn bộ mọc ra về sau, nàng lúc này mới trầm giọng nói ra, giang công tử, như muốn lên đài cao, chỉ có theo hai bên đi lên. Bất quá cái này hai bên chắc biết có thụ yêu phù điêu, những này phù điêu sẽ công kích bên trên thềm đá người, đương nhiên, một khi phù điêu công kích mặt người cũng vô pháp công kích chúng ta. Trễ chút chúng ta cùng một chỗ hành động, từ hai bên trái phải hai bên cùng nhau lên đi. Nếu có thể chấn áp linh phi tiên các nàng, cái này thiên đình ta tặng cho ngươi. Nhưng cho ta gian giật có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hạ vũ nói, ngươi chân tâm cam lòng. Tự nhiên không nỡ, hạ vũ cười khổ một tiếng nói ra, bất quá, trong tay ngươi ngươi có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Mà trong tay ta, cuối cùng có thể sẽ bị sư phó muốn đi, bán quái sơn người bọn hắn liền có thể đối sư phó xuất thủ. Sở Dĩ, cái này thiên đình ngươi cầm càng ổn thỏa một chút. Chương 1972, mạnh mẽ xông tới. Giang giật chân dài sau khi ra ngoài, thân thể cũng không có hoàn toàn khôi phục, hắn tu luyện an dưỡng một canh giờ sau mới đứng dậy nói ra, không sai biệt lắm, có thể hành động. Linh tiên yêu huyết rất là quý giá, linh dương thượng nhân không có khả năng ban cho linh phi tiên quá nhiều. Sở Dĩ Giang giật cùng Hạ Vũ hai bên cùng một chỗ tiến công. Linh Phi Tiên không có khả năng tứ không kiêng sợ tiêu xài, trong hai người tự có một người có hy vọng đi lên. Chỉ cần bất kỳ người nào đi lên, liền có thể trấn áp Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế. Hai người liếc nhau đồng thời động, hai người một trái một phải hướng hai bên thềm đá đi đến. Giang giật ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia phù điêu, đôi mắt lấp lóe, âm thầm kinh nghi những này phù điêu chế chút hội làm sao công kích đâu. Nghĩ quá nhiều, không bằng đi thử một lần, Giang giật từng bước từng bước hướng thềm đá đi đến, một bên chú ý phía trên tình huống, tiểu nho đế đứng ở hắn bên này, cuồng hổ bọn người lại đều đứng ở hạ vũ bên kia đi. Tiểu nho đế cười lạnh nhìn qua giang giật nói, giang giật, người tốt nhất vẫn là khác đừng ý đồ đi lên, nếu không lần tiếp theo cũng không phải là chân gãy đơn giản như vậy. Giang giật coi thường tiểu nho đế một cước đạp vào thềm đá, tại thời khắc này chắc bích phù điêu toàn bộ phát sáng lên. Tiếp lấy lòng đất trên thềm đá quang mang lấp lánh, một sợi màu đen gốc cây từ dưới đất bắn ra, thẳng quấn giang giật chân mà đến, đồng thời trên vách cũng bắn ra đếm không hết gốc cây. Uống, Giang giật đã sớm chuẩn bị, trong tay đột nhiên đánh ra mấy trường, đánh tới hướng những cái kia gốc cây, thân thể bắn ngược mà quay về, nhanh chóng lui về phía sau hơn 10 trường. Phanh phanh phanh, phanh hắn đánh ra mấy trường nện ở gốc cây bên trên, tựa như nện ở kim thiết bên trên phát ra trầm muộn thanh âm, gốc cây thế mà không có một tia tổn thương. Bất quá Giang giật lui ra phía sau những cái kia gốc cây không có truy kích, mà là toàn bộ rụt trở về, biến mất không thấy. Phanh, phanh 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 phanh, đài cao một bên khác cũng truyền tới từng đạo trầm muộn thanh âm, hiển nhiên Hạ Vũ bắt đầu hành động, giang giật trầm tư một trận, quyết định mạnh mẽ xông tới. Trong tay hắn hỏa chi nguyên cuồn cuộn mà ra, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái hỏa chi thần thuẫn, sau đó hắn nhanh chân hướng lên trên mặt bôn tẩu mà đi. Hỏa chi nguyên là trên đời này bá đạo nhất hỏa, những này yêu dây leo lại thế nào có thể chống đỡ được. Suy suy, tại hắn lao nhanh mà lên về sau, vô số mạn đằng phi bắn mà ra, nhưng đụng một cái sở hỏa chi nguyên lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa, rất nhanh hóa thành cho tàn. Tê tê, phía trên truyền đến một đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm, tiểu nho đế trên thân quang mang lấp lánh, thân thể lui nhanh. Cứ việc giang giật tại dưới đài cao, khoảng cách có ngàn trường, cứ việc kinh khủng trọng lực chấn áp phía dưới, hỏa diễm nhiệt độ cao không cách nào triệt để tràn lan lên đi. Nhưng ở hỏa chi nguyên sau khi xuất hiện, toàn bộ đại điện đều trở nên nóng rực vô cùng, tiểu nho đế bản năng bị dọa lui. Xong, Giang giật tốc độ nhanh hơn mấy phần, đương nhiên không dám vận chuyển thiên lực, cũng không dám vận chuyển huyền hoàng chi lực, chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể bôn tẩu. Phanh phanh phanh, bên kia hạ vũ rõ ràng vận dụng tiên linh chi khí, một đường tại chặt đứt gốc cây leo lên đài cao. Giang giật nội tâm lửa nóng, hạ vũ đã có thể chặt đứt gốc cây, như vậy leo đi lên cơ hội sẽ vô cùng lớn. Chỉ cần hạ vũ khả năng hấp dẫn bộ phận hỏa lực, hắn cũng có thể bò lên trên đài cao. Hỏa chi nguyên còn có mấy chục đoàn, nhẹ nhóm có thể chống đỡ một canh giờ, chỉ cần cho hắn bỏ lên trên đài cao, giết chết chân áp linh phi tiên quá đơn giản. 30 cấp, 4 cấp 10, tiểu nho đế rốt cục hại, cắn răng đứng ở đài cao bên cạnh bắt đầu công kích, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo yêu diễm hồng quang, bắn thẳng đến giang giật mà tới. Nghĩ mị hoặc ta, giang giật cười lạnh, cảm nhận được một đạo năng lượng kỳ dị thẳng đến linh hồn mà đến. Giang giật linh hồn thể bên trong chữ tiểu truyện ký tự lấp lánh mà ra, tại linh hồn trong thức hải quang mang đại thịnh đem chủ linh hồn bao bọc vây quanh. Chữ tiểu truyện ký tự là những này tà ác năng lượng khắc tinh, không ra giang giật ngoài ý liệu, những năng lượng kia sau khi đi vào, từng mảnh từng mảnh bị tịnh hóa kiểu làm sạch căn bản là không có cách tiến vào giang giật chủ linh hồn bên trong. Xong, giang giật tăng nhanh tốc độ, từng bước một hướng lên trên mặt bôn tẩu. Càng là hướng lên trên mặt bôn tẩu, tiểu nho đế phụ cận nhiệt độ cao càng phát kinh khủng, đoán chừng chờ đến thất cấp 10 về sau, tiểu nho đế cũng không dám đứng tại bên cạnh đài cao. a à, bất quá để giang giật có chút lo lắng sự tình phát sinh, hắn giờ phút này bôn tẩu đến 50 cấp bậc thang, phía dưới bắn ra gốc cây còn có phủ điêu trên vách bắn ra gốc cây trở nên cứng rắn mấy phần. Bị hỏa chi nguyên đốt cháy lại không có trong nháy mắt hóa thành cho tàn, mà là kiên trì một hơi thời gian. Mặc dù một hơi thời gian không tính là gì, nhưng giống như càng đi trên đài cao bỏ đi, gốc cây càng cứng cỏi, đến lúc đó liền hỏa chi nguyên đều không thể thiêu hủy, Giang giật sẽ bị gốc cây trói buộc. Bị gốc cây trói buộc lại có hậu quả gì? Giang giật không biết, nhưng hắn khẳng định lại biến thành bia sống, cuối cùng bị Linh Phi Tiên dùng Linh Tiên yêu huyết ăn mòn thành hài cốt. Ngẫm lại Giang giật đều có chút không rét mà run, nhưng giờ phút này đã đến 50 tầng, bên kia hạ vũ còn tại một đường chém giết, hắn lại như thế có thể lùi bước. Hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục leo lên, phía trên tiểu nho đế lại bắt đầu công kích, bất quá lần này lại là đánh ra áo nghĩa công kích, bắn ra một đạo tam thải lưu quang phía trên ẩn chứa hủy diệt, cực tốc, không gì không phá ba loại ý vị. Cái này rõ ràng là hủy diệt áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa dung hợp mà thành, lực công kích rất dọa người. Hừ, Giang Giật đã sớm nghĩ kỹ ứng đối như thế nào, hắn bên ngoài cơ thể hỏa chi nguyên đột nhiên thu sạch nhập thể nội, đồng thời huyền hoàng chi lực vận chuyển. Hậu quả như vậy là cái gì? Không có hỏa chi nguyên, gốc cây tự nhiên sẽ cuốn lấy Giang Giật, phía dưới cùng chắc bích gốc cây sẽ đem Giang Giật bao bọc vây quanh mà giang giật vận dụng huyền hoàng chi lực, kinh khủng trọng lực hội đè xuống, giang giật nhục thân cũng sẽ cực kỳ cường đại, bình thường công kích không gây thương tổn được hắn, càng không khả năng đem hắn đập bay xuống dưới. Âm 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 âm, quả nhiên, tiểu nho đế công kích đập vào gốc cây phía trên, đem mấy cây gốc cây nổ tung, nhưng căn bản không cách nào tổn thương đến gốc cây bên trong giang giật. Giang giật bị trọng lực chấn áp, vững như thái sơn, bạo tạc cũng vô pháp đem giang giật cho đập xuống, hắn nhục thân trở nên cường đại, gốc cây giúp hắn chặn đại bộ phận công kích, còn lại một phần nhỏ không đáng để lo, thần thụ diệp vận dụng, thương thế nhẹ nhõm khôi phục. Không tốt, bất quá, để giang giật kinh dị sự tình phát sinh giang giật phát hiện mình bị gốc cây cuốn lấy, thế mà hướng chắc bích kéo đi. Mà chắc bích bên trong quang mang lấp lánh, thế mà xuất hiện một đảo đen nhánh môn, tựa hồ bên trong thụ yêu muốn đem hắn cho kéo vào đi, tươi sống rảo sát. Hỏa chi nguyên, bị kéo vào chắc bích bên trong, bên trong có cái gì giang giật không dám tưởng tượng, những thứ không biết luôn luôn như vậy làm người ta sợ hãi. Giang giật cũng không dám bị lôi kéo đi vào, vội vàng thả ra hỏa chi nguyên. Xuy suy hỏa chi nguyên nhanh chóng đem bốn phía gốc cây toàn bộ thiêu hủy, hắn đồng thời đột nhiên hướng lên trên đấu không ra mấy trường, để hỏa chi nguyên hướng lên trên uổng phí bao phủ đi, khiến cho tiểu nho đế lui nhanh. Xong, Giang giật triệt hồi huyền hoàng chi lực, hướng lên trên mặt nhanh chân phóng đi, mà lại hắn liên tục không ngừng hướng lên trên mặt đánh ra hỏa chi nguyên, để tiểu nho đế không cách nào gần sát đài cao công kích hắn. Hạ vũ, nhận lấy cái chết. Bên kia đột nhiên vang lên một đảo khẽ kêu âm thanh, linh phi tiên động thủ. Giang giật nội tâm trầm xuống, hạ vũ như bị xử lý, không nói nhân tộc thiếu một vị tuyệt thế thiên tài, hắn như muốn lên trên đài cao cũng sẽ trở nên phá lệ gian nan. Chỉ là giờ phút này hắn có thể làm sao hắn không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể cắn răng tiếp tục leo lên, nếu không hạ vũ tự vô ích giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Hạ vũ, chống đỡ, chống đỡ nửa nén hương thời gian. Nhìn qua chỉ có ba bốn cấp 10 bậc thang, Giang giật âm thầm cầu nguyện, chỉ cần hạ vũ chống đỡ nửa nén hương thời gian, hắn liền có thể lên đài cao. chương 1973, tử cục, suy suy, hỏa chi nguyên 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 không ngừng đánh ra đi, Giang giật đập nồi dìm thuyền, căn bản không sợ tiêu hao hỏa chi nguyên. Lần này nếu không thể lên đài cao, sợ là tụ không có cơ hội lên. Hỏa chi nguyên còn lại không nhiều lắm, nguyên bản chỉ có mấy chục đại đoàn, lần này tiêu hao về sau lần sau khẳng định còn thừa không có mấy, Giang giật dứt khoát duy nhất một lần sử dụng hết phanh phanh phanh, bên kia tiếng nổ càng ngày càng đậm, giang giật nội tâm càng ngày càng nhanh bách, dùng cả tay chân không ngừng leo lên. Để hắn càng thêm lo lắng sự tình phát sinh, nương theo lấy hắn leo lên đến càng ngày càng cao, bắn ra gốc cây càng ngày càng cứng cỏi. Mặc dù vẫn là không cách nào trói buộc hắn, vẫn có thể bị hỏa chi nguyên thiêu hủy, nhưng giống như bò lên trên 90 tầng. Phía trên gốc cây hội cứng rắn tới trình độ nào có thể hay không hỏa chi nguyên đều không thể thiêu hủy. Hỏa khắc mộc, gốc cây cũng thuộc về mộc, vì sao nơi này gốc cây có thể cứng cỏi đến trình độ này chẳng lẽ có cấm chế gia trì nhưng giang giật tại những này gốc cây bên trên cũng không có phát hiện có bất kỳ cấm chế ba động a à, giang giật ta không chống nổi nhờ vào ngươi ngay tại giang giật trong trầm tư bên kia vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết tiếp lấy một đạo phanh 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 nổ vang cuối cùng giang giật nghe được một người lăn xuống đi thanh âm hạ vũ cuối cùng vẫn không thể đứng vững linh phi tiên hẳn là vận dụng linh tiên yêu huyết cái này yêu huyết đã liền phong đế cấp đều có thể đánh giết Hạ Vũ mặc dù có tiên linh chi thể hộ thể, nhưng khoảng cách gần như thế bị kích thương lăn xuống đi cũng là bình thường. Hạ Vũ, ngươi thế nào? Giang giật giống to, Hạ Vũ mà chết, vậy sẽ là nhân tộc một tổn thất lớn. Cái này kỳ nữ có thể làm rõ sai trái, mặc dù bái sư tại thanh đế, lại sẽ không hoàn toàn duy sư mệnh làm chủ, nàng có tư tưởng của mình. Nàng là cùng kha lộng ảnh đồng dạng có đại nghĩa nhân từ chi tâm kỳ nữ, tương lai cũng sẽ trở thành nhân tộc đối kháng minh tộc trụ cột. Giang giật tự nhiên không hy vọng nàng chết đi. Ta không chết, chính ngươi cẩn thận. Hạ vũ truyền đến một đạo hư nhiều thanh âm, không còn có động tính. Giang giật có chút tâm, hắn tay chân cùng sử dụng hướng lên trên mặt nhanh chóng leo lên, đồng thời không ngừng đánh ra hỏa chi nguyên ngăn cản linh phi tiên cùng tiểu nho đế tới gần. Hỏa chi nguyên nhiệt độ phi thường khủng bố, giang giật giờ phút này đã đến 70 tầng thềm đá, hắn đánh ra hỏa chi nguyên năng để trên đài cao nhiệt độ cũng biến thành kinh khủng dị thường, coi như tiểu nho đế cùng Linh Phi Tiên cũng không dám tới gần biên giới. Linh Phi Tiên đã không thể tới gần, tự nhiên không thể dùng Linh Tiên yêu huyết công kích hắn. 75 cấp, 8 cấp 10, Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế vẫn là không dám tới gần, giang giật nội tâm càng ngày càng lửa nóng, mặc dù gốc cây thiêu hủy đến càng ngày càng khó, nhưng tóm lại vẫn có thể thiêu hủy, không cách nào trói buộc hắn, chỉ cần có thể bò lên trên đài cao, đại cục đã định. Giang giật, cái này gốc cây càng ngày càng cứng cỏi, người như còn dám leo lên, tự không sợ bị trói buộc kéo vào bên trong bên trong đều là kinh khủng yêu thụ người bị kéo vào đi vào chỉ có một con đường chết giang giật người coi như đi lên lại như thế nào cùng lắm thì bản tiểu thư cùng ngươi đồng quy vô tận giang giật người đừng ép ta ép bản tiểu thư thật cùng ngươi đồng quy vô tận linh phi tiên khẽ kêu âm thanh không ngừng vang lên bất quá trong thanh âm lại là càng ngày càng nhanh bách thiên châu nàng không cách nào luyện hóa cũng mang không đi nàng tựa hồ có chút sợ hãi như cho Giang giật bò lên hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nàng cũng không dám tới gần bên cạnh đài cao, hỏa chi nguyên quá kinh khủng, nàng căn bản là không có cách công kích Giang giật. Linh phi tiên càng là cấp bách, Giang giật ngược lại Việt an tâm, từng bước một tiếp tục leo lên. Nơi này gốc cây hoàn toàn chính xác càng ngày càng kiên cố, Giang giật hỏa chi nguyên mặc dù có thể thiêu hủy, nhưng hỏa chi nguyên tiêu hao đến càng lúc càng nhanh. Đoán chừng các loại chờ bò lên trên đài cao hắn hỏa chi nguyên còn lại không được mấy đại đoàn, 85 cấp, 90 tầng cấp, giang giật trên người tiếp nhận trọng lực càng phát kinh khủng, hắn leo lên cũng càng chậm, mà ở trong đó gốc cây cứng cỏi trình độ, đã để giang giật nội tâm khiếp sợ không thôi. Hỏa chi nguyên nhanh chóng tiêu hao, mặc dù vẫn có thể thiêu hủy gốc cây, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng giống như tiếp tục lên trên leo lên đâu đến 99 tầng đâu hắn hỏa chi nguyên còn có thể thiêu hủy những này gốc cây sao. Chẳng lẽ cái này hai bên là tử lộ, trên căn bản không đi những này gốc cây là cái gì làm thế mà có thể cứng rắn đến trình độ như vậy gốc cây bên trên cũng không có cấm chế, trên thế giới làm sao có thể có như thế cứng rắn gốc cây. Giang giật không nghĩ ra, cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, giờ phút này hắn đã là đâm lao phải theo lao. Hỏa chi nguyên liền muốn tiêu hao hết, hắn như do dự không tiến lên, sợ là những này hỏa chi nguyên tự lãng phí một cách vô ích. 93 tầng, 95 tầng, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Giang giật chịu chết đi. Linh phi tiên quát lớn, hai thân ảnh lại chịu lấy hỏa chi nguyên kinh khủng nhiệt độ cao bay vụt mà đến, Giang giật nhìn lướt qua, lập tức nội tâm hoảng hốt. Bay vụt mà đến là tất dương cùng hoa phi, mà lại trên người hai người này bốc lên cuồn cuộn hỏa diễm, rõ ràng muốn tự bạo. Tiểu nho đế thế mà khống chế tất dương cùng hoa phi đến đây chịu chết, lợi dụng tự bạo tạo thành kinh khủng bạo tạc lực công kích hắn. Hai cái ngụy đế cấp tự bạo uy lực lớn bao nhiêu? Cụ thể Giang giật không rõ ràng lắm, nhưng giống như hắn không sử dụng huyền hoàng chi lực, hắn tuyệt đối sẽ bị tạc chết. Vận dụng huyền hoàng chi lực nhục thể của hắn nhưng so sánh phong đế cấp, coi như bị tạc tổn thương cũng có thể bằng vào thần thụ diệp khôi phục thương thế. Vấn đề là, một khi vận dụng huyền hoàng chi lực, sẽ có trăm vạn lần trọng áp chân áp mà xuống, đến lúc đó hắn thế tất không cách nào tại phóng thích hỏa chi nguyên. Thân thể của hắn đều không động được, lại thế nào có thể đánh ra hỏa chi nguyên. Không có hỏa chi nguyên áp chế linh phi tiên cùng tiểu nho đế, hai người hội trong nháy mắt vào tới bên cạnh đài cao, Giờ phút này khoảng cách đài cao chỉ có hơn 10 trượng, Linh Phi Tiên có thể nhẹ nhõm vận dụng Linh Tiên yêu huyết diệt giết hắn. Tử cục, Giang giật não hải điên cuồng vận chuyển, hắn đột nhiên phát hiện chính mình lần nữa bên trong Linh Phi Tiên mà tính toán. Linh Phi Tiên lời nói mới rồi, không phải e ngại. Một mực không có công kích, cũng không phải không dám công kích, mà là cố ý để hắn bỏ lên, cố ý chế tạo như thế một cái tử cục. Giờ phút này hắn coi như muốn lui về phía sau cũng không có cách nào, bởi vì bốn phía đều là gốc cây, hắn muốn lui về phía sau sẽ bị gốc cây ngăn cản linh phi tiên đem hết thảy đều tính chết rồi độc nhất là lòng dạ đàn bà a mặc dù hắn đánh giá rất cao linh phi tiên giờ phút này vẫn là lại một lần nữa khinh thường linh phi tiên độc ác ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết trong đầu của hắn điên cuồng vận chuyển tại thời khắc này trong đầu của hắn đột nhiên linh cơ khẽ động nghĩ đến một con đường sống hỏa chi nguyên thu hắn trong nháy mắt thu hồi hỏa chi nguyên mặc cho gốc cây đem hắn tầng tầng trói buộc lại hắn cũng không có sử dụng huyền hoàng chi lực, mà là lấy ra thần thụ diệp quán chú một tia thiên lực đi vào, để thần thụ diệp quang mang bao phủ toàn thân hắn, bao phủ bốn phía gốc cây. Ầm ầm, Tất Xương cùng Hoa Phi hai người hóa thành hai cái tỏa ra khói lửa ầm vang nổ tung, giang giật mặt ngoài gốc cây tầng tầng nổ tung, kinh khủng sóng xung kích quét sạch cả tòa thềm đá, hai đạo chấn thiên tiếng nổ tại nội điện bên trong quanh quẩn không ngớt, đinh tai nhức óc. Sang giật, Hạ Vũ đã lui về nội điện trong góc, nàng thụ thương vô cùng nghiêm trọng vốn không có đi chú ý tình huống bên ngoài. Giờ phút này bị bị tiếng nổ bừng tỉnh, nàng ánh mắt đột nhiên hướng bạo tạc trung tâm nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy giang dập bị gốc cây tầng tầng bao phủ đi vào, tất dương cùng hoa phi tự bảo. Để nàng có chút an tâm chính là, những cái kia gốc cây bị không ngừng nổ tung, nhưng ở một đạo thần thánh quang mang bao phủ phía dưới lại nhanh chóng chữa trị, thành công chặn hai đại ngụy đế cấp tự bạo xung kích tê liệt lực. Bất quá, Giang giật mặc dù có gốc cây hỗ trợ ngăn cản tự bạo kinh khủng xung kích tê liệt lực, nhưng bởi vì hắn không có sử dụng huyền hoàng chi lực, sở dĩ hắn thân thể bị gốc cây trói buộc kéo vào chắc bích bên trong mở ra cái kia đạo đen nhánh trong cửa lớn. Ách, Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế tại bạo tạc kinh khủng nhất thứ một đạo sóng xung kích qua về sau, lập tức hướng bên cạnh đài cao vào tới, lại nhìn thấy Giang giật bị kéo vào chắc bích bên trong xuất hiện đen nhánh trong cửa lớn. Linh Phi Tiên trong tay Linh Tiên yêu huyết đã xuất hiện, nhưng đã mất đi mục tiêu công kích. Ông, Chắc bích cấm chế quang mang lấp lánh, cái kia đạo đại môn biến mất, gốc cây cùng giang giật cũng đã biến mất, chỉ còn lại tất dương hoa phi tự bảo còn lại bột mịn bay đầy trời. chương 1974, sinh mệnh chim mầm. Cái này, hạ vũ đôi mắt lấp lóe không ngớt, sắc mặt kinh hãi, giang giật bị gốc cây kéo vào bên trong, kết cục như thế nào nàng đều không cách nào tưởng tượng. Những này gốc cây kinh khủng, hạ vũ cũng là lính giáo qua, phù điêu cùng thềm đá đều có thể bắn ra gốc cây, điều này nói rõ chắc biết bên trong không gian tuyệt đối là gốc cây thế giới giang giật tiến vào sau làm sao có thể còn ra đến cái này hai bên quả nhiên là tử lộ là ta suy đoán sai lầm hạ vũ khe khẽ thở dài trên đài cao kia linh phi tiên cùng tiểu nho đế cũng rất nhanh nghĩ thông suốt hai người liếc nhau đều cười chỉ cần giang giật chết rồi thiên đình nội định chủ nhân thần hồn câu diệt cái này thiên châu luyện hóa khẳng định tựu vấn đề không lớn còn như hạ vũ không có giang giật bằng vào hạ vũ một người là tuyệt đối không có khả năng bỏ lên, cùng lắm thì lại để cho cuồng hổ cùng viêm kỳ đi chịu chết tự bạo, hạ vũ làm sao có thể chống đỡ được. Hưu, Linh Phi Tiên tiếp tục đi luyện hóa Thiên Châu, cái này Thiên Châu đã luyện hóa thời gian dài như vậy, giang giật rất có thể chết rồi, theo lý thuyết luyện hóa độ khó cũng không lớn. Tiểu Nho Đế mang theo cuồng hổ cùng viêm kỳ sừng sững đang nhìn bên bàn duyên, Linh Phi Tiên là tam tộc nội định thế hệ tuổi trẻ thống soái, thiên tư tâm trí là kinh khủng nhất. Tiểu nho đế không có nửa phần cùng Linh Phi Tiên tranh phong ý tứ, cái này thiên đình tự nhiên là để Linh Phi Tiên thu hoạch. Ai, hạ vũ nhìn gần nửa canh giờ, phát hiện chắc bích không có bất cứ động tính gì, nàng bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, nhắm mắt chữa thương. Giang giật rất có thể đã vẫn lạc, nàng chỉ có thể dựa vào chính nàng.